Trung Quốc là một quốc gia quan trọng trong nghiên cứu cổ sinh vật học, với kho tàng hóa thạch vô cùng phong phú và chất lượng. Tại Trung Quốc thì người ta đã phát hiện bằng chứng hóa thạch đầu tiên về việc khủng long phi điểu có lông vũ, với hóa thạch của loài khủng long cỡ nhỏ Sinosauropteryx primer. Trong những năm tiếp theo thì những hóa thạch dạng này liên tiếp được phát hiện ở Trung Quốc và một số nơi khác trên thế giới, càng khẳng định mối liên hệ giữa chim và khủng long, cũng như tạo ra cuộc cách mạng trong hình dung của chúng ta về ngoại hình của khủng long. Chúng từ những con bò sát trần trụi chỉ có vảy bao phủ cơ thể thì ngày nay, nhiều loài khủng long đã được khắc họa với những bộ lông không chỉ có công dụng hỗ trợ giữ ấm cơ thể để khoe mẽ mà còn là bước chuẩn bị cho những đôi cánh lông vũ ở chim sau này để chúng có thể cất cánh bay lên. Nhưng cánh cơ lông vũ từng không phải là lựa chọn duy nhất của khủng long. Vào những năm 2000 thì một người nông dân tại Trung Quốc có họ là Vương đã khai quật được hóa thạch của một con vật nhỏ tại mỏ đá gần ngôi làng Mộc Đầu Đá, huyện Thanh Long, tỉnh Hà Bắc. Vương đã bán hóa thạch này cho Bảo tàng Tự nhiên Sơn Đông Thiên Vũ vào năm 2007 và việc xử lý hóa thạch này được giao cho một kỹ thuật viên giỏi của bảo tàng. Nhiều đặc điểm lạ thường cũng như các mô mềm của hóa thạch được khai phá bởi người kỹ thuật viên này thay vì do những người bán hóa thạch tự tay xử lý trước khi được bán lại, nên các nhà cổ sinh vật học nghiên cứu hóa thạch đều tin tưởng rằng hóa thạch vẫn giữ được sự nguyên vẹn vốn có của nó. Điều này cũng được chính thức xác nhận lại sau đó bởi kết quả chụp cắt lớp. Việc nghiên cứu hóa thạch do đội ngũ cổ sinh vật học giàu kinh nghiệm đứng đầu là Từ Tinh, một trong những nhà cổ sinh vật học đã đặt tên cho nhiều loài khủng long nhất thế giới. Nhận thấy những đặc điểm khác thường ở cặp chi trước của con khủng long này, với mỗi bên chi trước của nó ngoài ba ngón tay còn có một thanh châm bằng xương, tiếng Anh gọi là Styliform, với chiều dài bất thường, dài hơn cả ngón thứ ba vốn là ngón dài nhất trong ba ngón tay và cả xương trụ nữa. Đồng thời nó mọc theo hướng ngược lại so với các xương ngón tay. Do đó nhóm nghiên cứu cho rằng cấu trúc này khá giống cấu trúc của cánh rơi và nhiều khả năng dùng để chống đỡ cho một lớp màng da. Như vậy thì con khủng long này sở hữu đôi cánh không hề giống với bất kỳ loài khủng long hay loài chim nào khác mà con người từng biết, nhưng lại giống với đôi cánh của rơi. Và chẳng phải rồng trong thần thoại phương Tây cũng sở hữu đôi cánh giống rơi đó sao? Chính vì thế, con khủng long này không khác gì một phiên bản thật sự của loài rồng trong thần thoại phương Tây, ngoài trừ việc nó có kích thước hơi bé nhỏ, với kích thước tương đương một con mèo và cân nặng ước tính chỉ khoảng 380g. Do đôi cánh kỳ lạ của con khủng long này, Từ Tinh và đội ngũ của mình đã quyết định đặt cho nó danh pháp khoa học từ những từ trong tiếng Trung Quốc là Yi Chi, dịch ra Hán Việt có nghĩa là dực kỳ, mang nghĩa đôi cánh kỳ lạ. Đây là một trong những danh pháp khoa học ngắn nhất lịch sử, khi cả tên chi lẫn tên loài cộng lại chỉ có 4 ký tự. Trùng hợp thay, một loài động vật khác cũng nắm giữ kỷ lục này với Yi Chi là loài rơi lớn sống về đêm, Iaio. Như đã nói, Yi Chi là một con khủng long tương đối nhỏ. Nó được xếp vào nhánh khủng long cận điểu Paravis và được phân vào họ Scansoriopterygidae. Danh pháp của họ này lại có nghĩa là đôi cánh để trèo cây. Giống như các loài cùng họ, Yi Chi có cây đầu và mõm khá ngắn, phần mõm hơi chích xuống dưới. Trong mõm không có nhiều răng và chỉ nằm ở phần đầu hàm, trong đó 4 chiếc răng ở ngoài cùng hàm trên là lớn nhất. Ở chi trước thì ngoại trừ thanh châm khác thường thì phần còn lại tương tự hầu hết các loài khủng long cận điểu, vì chi trước dài và mảnh, ngón thứ nhất là ngắn nhất và ngón thứ ba là dài nhất. Không chỉ có xương, các nhà nghiên cứu còn nhận thấy mẫu định danh của Yi Chi gần như được phủ kín bởi lông vũ, bắt đầu từ gần phần mõm. Tuy nhiên lông của nó có cấu trúc tương đối đơn giản với phần gốc dài, có những sợi nhỏ mọc tỏa ra. Những chiếc lông này tạo thành một lớp phủ dày cho thấy nó có thể có công dụng chính là giữ ấm cho con vật. Và bên cạnh lông vũ thì nhóm nghiên cứu của Từ Tinh còn nhận thấy dấu vết của những miếng da nhỏ nhăn nheo nằm giữa các ngón tay và thanh châm, càng khẳng định hơn sự hiện diện của lớp màng da thay vì các lông vũ có chức năng hỗ trợ việc bay. Lớp màng da này trải rộng giữa ngón tay thứ nhất đến ngón tay thứ ba và thanh châm, đồng thời nhiều khả năng kết nối với phần ngực của con khủng long, dù người ta không tìm thấy dấu vết của phần da nối giữa hai khu vực này trên hóa thạch mẫu định danh. Dù khi mới hình dung thì ngoại hình của Yi Chi với cánh có màng da dễ gợi cho người ta nghĩ đến các loài rơi hiện đại, nhưng ở rơi không có thanh châm và lớp màng da chỉ trải rộng giữa các ngón tay mà thôi. Thanh châm tương tự Yi Chi vẫn được tìm thấy ở một số động vật hiện đại có khả năng lượn, chẳng hạn như sóc bay. Đương nhiên, phát hiện đôi cánh kỳ lạ của Yi Chi mới chỉ là một nửa câu chuyện. Phần còn lại là nó đã sử dụng đôi cánh kỳ lạ này như thế nào. Từ Yi Chi thì các nhà cổ sinh vật học suy luận rằng các loài cùng họ của nó cũng sở hữu đặc điểm gần tương tự. Các nhà cổ sinh vật học xem đây là những thử nghiệm đối với khả năng bay của quá trình tiến hóa vào thời điểm gần với sự khởi đầu của các loài chim. Một mặt thì họ tin rằng nó chính là một đôi cánh, tuy nhiên không giống như cánh chim và cũng không giống cánh rơi, nó giống với cánh màng ở những động vật chuyên lượn hơn. Dù vẫn có khả năng Yi Chi có thể đập cánh, nhưng việc thiếu những bằng chứng về cơ ngực lớn cũng như tính chất cồng kềnh của thanh châm càng khiến cho nhiều người tin rằng đôi cánh này thích hợp cho việc lượn hơn. Một số phân tích sâu hơn đã đưa ra 3 mô hình cho cấu trúc cánh của Yi Chi. Mô hình thứ nhất gọi là mô hình cánh rơi,
Trong đó thanh châm sẽ chỉ về phía sau và có màng da kết nối giữa thanh châm và phần ngực. Như vậy thì Di Trì sẽ có một đôi cánh khá rộng. Một biến thể khác của mô hình cánh rơi đó là mô hình cánh rực long. Trong đó thanh châm sẽ hơi hướng chếch ra ngoài và khi đó đôi cánh sẽ trở nên hẹp hơn một chút. Mô hình thứ hai là mô hình cánh Maniraptor. Trong đó thanh châm sẽ hướng thẳng về phía thân, càng thu hẹp phần màng da của đôi cánh lại, nhưng có thể nó sẽ được mở rộng bằng lông vũ nằm ở phía trên của mặt dưới hướng ra ngoài. Mô hình thứ ba là mô hình cánh ếch, dựa trên loài ếch bay. Sẽ không có phần màng da nối giữa thanh châm và vùng ngực, mà thanh châm chỉ có tác dụng mở rộng phần màng da giữa các ngón tay. Tuy nhiên phần cánh tay có thể có thêm lông vũ để tạo thêm lực năng. Khi phân tích sâu hơn hai mô hình cánh Maniraptor và cánh rơi, kết quả như sau. Với mô hình cánh Maniraptor, chúng ta sẽ có bề mặt cánh của Di Trì là 320cm² và tải trọng cánh là 1,19g/1cm². Với mô hình cánh rơi thì bề mặt cánh sẽ rộng hơn, đạt khoảng 638cm² và tải trọng cánh là 0,6g/1cm². Trong cả hai mô hình thì tải trọng cánh đều thấp hơn nhiều so với giới hạn trên của việc bay của chim là 2,5g/1cm². Tải trọng cánh của mô hình cánh Maniraptor tương đương với tải trọng cánh tiêu chuẩn của vịt, nhưng vịt có sải cánh rộng hơn và tỷ lệ dài rộng cánh lại thấp hơn. Tải trọng cánh của mô hình cánh rơi lại tương tự các loài chim lội, nhưng chim lội có cả sải cánh lẫn tỷ lệ dài rộng cánh lớn hơn nhiều. Một vấn đề khác nếu cho rằng Di Trì là loài chim lượn ở chỗ. Nó sở hữu đôi cánh ở chi trước thay vì màng lượn nằm dọc thân như hầu hết các động vật chuyên lượn khác, do đó khó kiểm soát trọng tâm và bề mặt nâng chính hơn, khiến cho việc bay trở nên thiếu ổn định. Vấn đề này có thể được khắc phục phần nào bởi cái đuôi và những lông đuôi dài như ở chi cùng họ Aedipteryx. Nó cũng có thể cải thiện tính ổn định khi bay bằng cách đập cánh, giống như là chim vịt cú Kakapo. Loài cũng lượn từ cây này sang cây khác nhưng cũng biết đập cánh để kiểm soát việc hạ độ cao. Vào năm 2020 thì một nghiên cứu của Alexander Desicchi và các cộng sự chỉ ra rằng dù Di Trì và các loài cùng họ với nó là những động vật sỏi leo trèo và biết lượn, nhưng chúng có những điểm yếu cực lớn khi bay, chẳng hạn như khả năng bay lên từ mặt đất so với các loài cật điểu nhỏ khác và khả năng lượn của chúng chỉ tương đương các loài động vật có vú biết lượn cùng kích thước, chẳng hạn như rơi. Chúng có thể lượn qua những khoảng cách ngắn với tốc độ nhanh, nhưng nếu khoảng cách dài hơn thì chúng sẽ trở nên kém hiệu quả và dễ làm mồi cho những kẻ săn mồi khác. Vì thế họ cũng phỏng đoán rằng Di Trì sống trong những khu rừng rậm nhiều cây là chính. Di Trì và họ hàng của nó cũng khó cạnh tranh với những loài động vật có xương sống với khả năng bay lượn tốt hơn, và đôi cánh rơi tuy trông rất ngầu đã không thể chiến thắng đôi cánh bằng lông vũ trong cuộc thử nghiệm của quá trình tiến hóa và biến mất hoàn toàn trong dòng dõi của khủng long. Tuy nhiên nói về ngoại hình thì Di Trì rõ ràng giống nhất với những hình dung về rồng trong thần thoại phương Tây, một con bò sát với đôi cánh rơi. Chỉ tiếc là đôi cánh này không thể giúp Di Trì tung hoành bầu trời và có lẽ nó cũng không phun lửa như những con rồng mà chúng ta thấy trên phim. Vào thập niên 2000, tại vùng đất Patagonia, một khu vực địa lý rộng lớn bao trùm gần như toàn bộ phần phía nam của đại lục Nam Mỹ, các nhà cổ sinh vật học vẫn đang miệt mài đào bới để tìm kiếm những giống loài khủng long mới. Patagonia được ví như mỏ vàng của ngành cổ sinh, bởi tại đây người ta đã phát hiện ra rất nhiều hóa thạch khủng long, bắt đầu từ cuối thế kỷ 19 cho đến tận ngày nay. Trong số đó có những mẫu vật được bảo quản cực kỳ tốt, và cũng có những mẫu vật thuộc về những chi khủng long nổi bật như Carnotaurus, Argentinosaurus hay Giganotosaurus. Trong số những nhà cổ sinh vật học làm việc tại Patagonia khi đó, có nhà cổ sinh vật học người Mỹ Kenneth Lacovara. Vào năm 2005 thì tại hệ tầng Cerro Fortaleza thuộc tỉnh Santa Cruz thì Kenneth đã đào được hóa thạch của hai cá thể thuộc một loài khủng long có kích thước cực kỳ lớn, và không chỉ lớn, một trong hai bộ xương mà Kenneth khai quật được còn có độ nguyên vẹn rất cao. Kích thước lớn của hai bộ xương cộng với tính chất xa xôi hẻo lánh của địa điểm khai quật khiến cho đội ngũ của Kenneth phải dành đến 4 mùa hè tiếp theo mới có thể khai quật hoàn toàn bộ xương này. Họ cũng tốn rất nhiều công sức để hoàn thành việc bọc thạch cao và đưa ngũ hóa thạch lên xe tải. Số hóa thạch này được vận chuyển đến cảng biển rồi đưa lên tàu vận tải hạng nặng để đến Philadelphia, Mỹ, nơi nó được tiếp nhận bởi đội ngũ nghiên cứu của Đại học Drexel và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Carnegie. Việc mô tả và nghiên cứu hóa thạch của con khủng long này được hoàn thành vào năm 2014 bởi nhóm các nhà cổ sinh vật học do Kenneth Lacovara đứng tên chính, trong đó xác định đây là một loài khủng long cổ dài khổng lồ mà thế giới chưa từng biết đến. Khi cả nhóm họp lại để đặt danh pháp cho loài khủng long mới thì Kenneth nói rằng: "Tôi nghĩ đã đến lúc những con khủng long ăn thực vật được tôn vinh xứng đáng vì đã trở thành những sinh vật mạnh mẽ nhất trong hệ sinh thái." Để làm điều đó thì Kenneth Lacovara đã mượn tên của một loại tàu chiến nổi tiếng của thế kỷ 20, đó là tàu chiến Red Knot, để đặt tên cho loài khủng long này, và do đó chúng ta có danh pháp chi là Red Knotus.
Dreadnought là những con tàu chiến đáng sợ, sở hữu kích thước khổng lồ, trang bị những khẩu pháo khổng lồ và sự xuất hiện của chúng đã làm thay đổi cục diện của các cuộc chiến trên biển đầu thế kỷ 20. Dreadnoughts còn có nghĩa là không sợ gì, ám chỉ kích thước khổng lồ khiến cho những con khủng long trưởng thành trở nên những sinh vật bất khả thi trong tự nhiên khi không con khủng long ăn thịt nào có thể đánh bại được chúng. Ngoài ra thì đó cũng là cách mà họ vinh danh hai con tàu chiến Dreadnought của Argentina được phục vụ đất nước trong nửa đầu thế kỷ 20. Cũng vì thế mà tôi còn gọi vui Dreadnoughts là chiến hạm không thể chìm, bởi chiến hạm mà trên mặt đất thì làm sao mà chìm được. Ngoài ra thì họ cũng dùng tên loài để vinh danh doanh nhân người Mỹ là Adam Strand, người đã tài trợ cho cuộc khai quật và do đó, chúng ta có danh pháp hai phần đầy đủ là Dreadnoughts Rani. Mẫu định danh của Dreadnoughts, ký số MPMPV1156, là một bộ xương có độ hoàn chỉnh cao với phần thiếu hụt lớn nhất thuộc về cổ của con vật. Ngoài ra thì một số phần còn thiếu được bổ sung bởi một mẫu vật còn lại có ký số là MPMPV3546. Nhìn chung thì khi kết hợp hai mẫu vật này, chúng ta đã gần có được một bộ xương Dreadnoughts hoàn chỉnh, chỉ thiếu nhiều nhất là các đốt sống cổ, nhưng điều này có thể được khắc phục bằng việc tham khảo từ những loài khủng long khác có quan hệ gần gũi. Nếu chỉ tính số lượng xương có trong cơ thể thì độ hoàn chỉnh của các mẫu vật Dreadnoughts có thể lên đến hơn 70%, tức Dreadnoughts là một trong những con sauropod khổng lồ nguyên vẹn nhất từ trước đến giờ. Để so sánh thì độ hoàn chỉnh của Argentinosaurus, chi khủng long được cho là lớn nhất từng được ghi nhận chỉ có 9,2%. Một mẫu vật nguyên vẹn hiếm có như thế này có thể đóng vai trò là một cuốn sách tham khảo cho những nghiên cứu về các loài có quan hệ họ hàng, nên cũng dễ hiểu vì sao giới cổ sinh và những người yêu thích khủng long lại quan tâm đến Dreadnoughts và làm nổ ra một cuộc tranh luận sôi nổi về kích thước của con khủng long. Các nhà nghiên cứu mô tả Dreadnoughts sử dụng công thức Equation 1 của Campion và Evans vào năm 2012, trong đó ước tính khối lượng của một động vật đi bằng 4 chân dựa trên xương cánh tay và xương đùi. Dựa vào công thức này thì họ kết luận mẫu định danh của Dreadnoughts có khối lượng 59,3 tấn, tức bằng 8 lần rưỡi một con vòi được châu Phi và thậm chí còn nặng hơn cả máy bay Boeing 737-900 vài tấn. Tuy nhiên, ước tính này nhanh chóng nhận phải nhiều phản bác. Nhà nghiên cứu chuyên về khủng long cổ dài Matt Guido dựa trên các số liệu đã được công bố thì đưa ra ước tính về khối lượng của Dreadnoughts là từ 30 đến 40 tấn. Một nhà nghiên cứu khác là Gregory S. Pohn thậm chí còn đưa ra ước tính thấp hơn là 26 tấn. Đến năm 2015 thì một nhóm nghiên cứu khác do nhà cổ sinh học Carl Weiss đứng đầu cho rằng các phương pháp ước tính trước sử dụng các công thức quá đơn giản và thay vào đó họ sử dụng mô hình kỹ thuật số, trong đó tính đến các yếu tố như mô mềm hoặc các khoảng trống trong cơ thể con khủng long để dành cho hệ hô hấp, đồng thời so sánh với nhiều loài khác tương tự để cho ra kết quả ước tính là từ 22,1 cho đến 38,2 tấn cho mẫu định danh. Lacovara không đồng ý với con số này và cho rằng nhóm của Carl Weiss đã phớt lờ những phương pháp ước tính khối lượng đã được chứng minh về độ chính xác trên các sinh vật còn tồn tại, và nếu Dreadnoughts thật sự nhẹ như vậy thì xương chi sau to lớn của nó sẽ không còn cần thiết. Từ đó đến nay thì đã có thêm một số ước tính khác được đưa ra với độ chênh lệch khác nhau và mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ, nhưng tranh luận thì luôn tốt cho khoa học mà. Dù là cân nặng bao nhiêu đi nữa thì về cơ bản, Dreadnoughts vẫn là một con sauropod khổng lồ với chiều dài lên đến 26 mét. Tuy nhiên, phần cổ và đầu đã chiếm gần nửa chiều dài cơ thể, tức 12,2m, trong đó riêng cổ đã là 11,3m. Phần đuôi của Dreadnoughts cũng khá dài, khoảng 8,7m. Không chỉ vậy, các phân tích mô học cho thấy, cá thể mẫu định danh của Dreadnoughts chưa hoàn toàn trưởng thành khi nó qua đời. Điều đó có nghĩa là nó vẫn có thể đạt kích thước lớn hơn trong vài năm nữa. Mức độ bảo quản tuyệt vời của hai mẫu vật Dreadnoughts cũng khiến các nhà khoa học đặt câu hỏi về tình huống mà chúng đã trở thành hóa thạch. Dựa trên các lớp trầm tích tại khu vực khai quật thì nhóm nghiên cứu của Lacovara cho rằng hai con khủng long đã bị chôn vùi một cách nhanh chóng trong một sự kiện sạt lở hoặc một dòng chảy di chuyển bất ngờ. Tuy nhiên, do không được chôn vùi hoàn toàn nên những phần lộ ra có thể đã bị những con khủng long ăn xác thối xử lý, nên người ta cũng tìm thấy nhiều răng khủng long theropod tại khu vực này, nhiều khả năng là của Opgoraptor, một chi Megaraptor sống cùng khu vực và cùng thời với Dreadnoughts. Ngoài Opgoraptor thì được tìm thấy cùng hệ tầng và có thể đã từng sống cạnh Dreadnoughts, còn có một loài khủng long hộ pháp khổng lồ khác là Puertasaurus. Một loài theropod cỡ trung còn được hiểu biết rất ít là Ostrochirus và khủng long chân chim Talencoin. Bên cạnh đó thì còn có hóa thạch của rùa và cá sấu cũng được tìm thấy trong những lớp đá của hệ tầng này. Về mặt phân loại thì Dreadnoughts ban đầu được Lacovara cùng các cộng sự xếp vào nhóm khủng long hộ pháp Titanosauria, một nhóm khủng long sở hữu nhiều cái tên khổng lồ nhất trong số các loài sauropod từng tồn tại, nghĩa là Dreadnoughts có quan hệ họ hàng khá gần với Argentinosaurus. Tuy được đánh giá là có mức độ tiến hóa cao hơn các loài Titanosauria gốc như Argentinosaurus hay Futalongosaurus, nhưng Lacovara không xếp Dreadnoughts vào nhóm Lithostrogia, một nhóm Titanosauria tiến hóa hơn sau này. Mặc dù vậy thì đến năm 2016, Lacovara lại nhận thấy Dreadnoughts sở hữu nhiều đặc điểm của các khủng long thuộc nhóm Lithostrogia, chẳng hạn như Aeolosaurus và Gondwana Titan,
Do đó nó hoàn toàn có thể nằm trong nhóm Lithostrotia, và trong tương lai, theo Lacovara đề nghị, thì các nhà nghiên cứu nên khảo sát thêm mối quan hệ giữa Rhinotus, Aeolosaurus và Gondwanatitan để làm rõ thêm điều này. Ngoài ra, có lẽ còn một chi tiết mà có nhiều bạn rất muốn hỏi, đó là những cái túi tròn có thể phồng lên xẹp xuống ở cổ của Rhinotus trong loạt phim tài liệu hành tinh thời tiền sử có thật hay không. Tuy rất ấn tượng, rất đẹp, nhưng rất tiếc phải nói rằng những chi tiết này mang tính suy đoán hơn là sự thật. Những cấu trúc này nếu có thuộc về mô mềm, và mô mềm rất khó được bảo quản qua quá trình hóa thạch. Nhưng chúng ta đã biết về sự hiện diện của các túi khí ở trong xương của khủng long nhằm giảm nhẹ khối lượng xương và tăng cường khả năng hô hấp, và việc chúng hiện diện ở những khu vực khác trên cơ thể phục vụ cho những mục đích như trang trí, tạo âm thanh hay đe dọa đối thủ là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Vâng, dù là một loài khủng long còn rất mới mẻ với khoa học, nhưng điều tuyệt vời là hóa thạch có độ nguyên vẹn cao của Rhinotus đã khiến chúng ta hiểu được nhiều khía cạnh của con khủng long này, cũng như đóng góp về hiểu biết chung về các loài khủng long cổ dài, nhất là nhóm khủng long hộ pháp Titanosauria. Rất có thể trong tương lai chúng ta sẽ thấy sự hiện diện của Rhinotus nhiều hơn nữa, và điều đó rất đáng để mong đợi. Năm 1931, tại vùng đất phía nam bang Montana, có những bóng người cặm cùi đào bới giữa vùng đất hoang, tìm kiếm những dấu tích của một thời xa xưa cách chúng ta đến hàng chục triệu năm. Một trong số đó là người đàn ông đã 58 tuổi tên là Barnum Brown. Cái tên này có lẽ cũng chẳng có gì ấn tượng lắm nếu bạn chưa biết rằng ông chính là người đã tìm ra hóa thạch của T-Rex, dẫn đến sự xuất hiện của loài khủng long nổi tiếng nhất mọi thời đại. Brown lúc này đã không còn trẻ nữa, nhưng nhiệt huyết của ông đối với khủng long và hóa thạch chưa bao giờ suy giảm. Lúc này ông đang lãnh đạo một nhóm các nhà cổ sinh vật học trẻ trung hơn tìm kiếm hóa thạch khủng long mới tại miền Tây nước Mỹ, gần thị trấn Billings, bang Montana. Ông cùng nhóm của mình đã tìm thấy hóa thạch của một con khủng long ăn thực vật lớn, về sau được đặt danh pháp là Tenontosaurus. Nhưng đó không phải là khám phá duy nhất của ông. Trong báo cáo của mình thì ông cho biết họ còn tìm ra hóa thạch của một con khủng long ăn thịt nhỏ, rất gần bộ xương của Tenontosaurus, nhưng bị bao bọc bởi đá vôi và rất khó xử lý. Ông tạm gọi nó là Daptosaurus agilis, nhưng đây không phải là danh pháp chính thức và cũng không có danh pháp nào của con khủng long này được đặt cho đến năm 1969 sau khi Brown qua đời khá lâu. Hơn 30 năm sau, vào năm 1964, một nhà cổ sinh vật học khác khi đó 36 tuổi là John Harold Ostrom lại dẫn đầu một đoàn thám hiểm cổ sinh khác của Đại học Yale đến Montana và khám phá thêm một số hóa thạch khác ở thị trấn Bridger. Dù số xương này khá lộn xộn và khó xác định được tổng cộng có bao nhiêu cá thể, nhưng Ostrom cùng các cộng sự của mình vẫn xác định được một cái chân trái hoàn chỉnh cùng với một cái chân phải, chắc chắn thuộc về một cá thể. Sau khi phân tích mẫu vật này cùng với mẫu vật Daptosaurus của Barnum Brown, Ostrom tin rằng chúng cùng một loài, và đến tháng 2 năm 1969, ông công bố phát hiện của mình và đặt danh pháp cho loài khủng long được xác định từ những mẫu vật nói trên là Deinonychus antiropus. Tên chi Deinonychus có nghĩa là móng vuốt khủng khiếp, ám chỉ chiếc móng vuốt rất lớn trên nó số 2 của con vật, có hình như lưỡi liềm và cực kỳ nhọn. Tên loài Antiropus có nghĩa là đối trọng, ý chỉ mục đích giúp cân bằng cơ thể của cái đuôi dài ở loài khủng long này. Chúng có niên đại khoảng 115 đến 108 triệu năm, tức thể phân trắng sớm. Ostrom tâm huyết với Deinonychus đến nỗi, chỉ trong vòng 5 năm thì ông đã cho ra mắt đến 2 chuyên khảo về loài khủng long này, cung cấp nhiều hiểu biết chi tiết và mới mẻ dẫn đến sự chuyển biến lớn trong nhận thức khoa học về khủng long. Deinonychus được xem là phát hiện quan trọng nhất của ngành cổ sinh vật học về khủng long trong giai đoạn giữa thế kỷ 20 vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là những mô tả của Ostrom cho thấy Deinonychus rất có thể là một kẻ săn mồi nhanh nhẹn, chủ động, trong khi quan niệm trước đó về khủng long cho rằng chúng thường là những con bò sát to lớn nhưng ù lì, chậm chạp và máu lạnh. Mô tả của Ostrom đã khiến ngành cổ sinh vật học dần dần chuyển sang và chấp nhận tin vào khái niệm rằng khủng long thật ra là động vật máu nóng. Sự chuyển biến này về sau được gọi bằng cái tên sự phục hưng khủng long. Thứ hai, Ostrom còn nhận thấy những điểm tương đồng giữa chi trước của Deinonychus với chim thủy tổ Archaeopteryx cũng như chim ngày nay, dẫn tới sự hồi sinh của giả thuyết chim chính là hậu duệ của khủng long. Giả thuyết này vốn đã có từ thế kỷ 19, nhưng nó bị bác bỏ mạnh mẽ và gần như bị lãng quên suốt một thời gian dài. Phải đến sau nhận định của Ostrom cùng những bằng chứng mới như khủng long có lông vũ hay các loài khủng long có cả đặc điểm của chim lẫn khủng long, người ta mới dần dần tin tưởng và cho đến ngày nay đã trở thành điều được thừa nhận rộng rãi. Và cũng chính vì thế chúng ta biết rằng các loài khủng long không hề tuyệt chủng 100% sau sự kiện tuyệt chủng phân trắng cổ cận, mà có một nhóm nhỏ vẫn sống sót và trải qua quá trình tiến hóa trở thành các loài chim hiện đại. Nếu bạn thích những con khổng lồ thì Deinonychus chắc chắn sẽ không phải là crush của bạn. Tuy nhiên, với chiều dài lên đến hơn 3m, hông sọ dài khoảng 40cm, chiều cao hông gần 90cm và cân nặng từ 60 đến 73kg, thì tôi tin một con Deinonychus bằng sự nhanh nhẹn của nó hoàn toàn có thể xử đẹp một human với kích cỡ trung bình, tay không vũ khí và không có nhiều kỹ năng chiến đấu. Deinonychus sở hữu chi trước khá lớn, có trang bị lông vũ dài, chi sau mạnh mẽ với cái móng vuốt lớn có biệt danh là móng vuốt sát thủ.
Chiến thuật săn mồi của chúng được cho là khá giống các loài chim săn mồi ngày nay, còn được gọi là Raptor Prey Restraint. Trong đó nó sẽ nhảy lên con mồi, ghim con mồi xuống bằng sức nặng cơ thể và giữ chặt trong chân với cái móng vuốt sát thủ. Đôi cánh cùng cái đuôi có vai trò giữ cân bằng cho cơ thể khi vật lộn với con mồi, và nó hoàn toàn có thể thưởng thức con mồi của mình khi đang còn sống. Con mồi sẽ chết dần chết mòn vì mất máu và các cơ quan nội tạng. Lực hàm của Deinonychus cũng quá mạnh, nhưng những dấu răng để lại trên xương của những con khủng long lớn như Tyrannosaurus cho thấy chúng hoàn toàn có thể cắn qua xương và cũng quá đủ để lóc thịt bạn với các hàm răng đóng vai trò như lưỡi cưa. Có lẽ không giống những con khủng long săn mồi như Tyrannosaurus, Deinonychus không cần phải nhai xương làm gì, mà thay vào đó chúng dùng lực cắn để phòng thủ và để bắt con mồi là chính. Móng vuốt sát thủ ở chân của Deinonychus cũng rất được các nhà khoa học quan tâm. Họ đã thực hiện nhiều nghiên cứu để tìm ra công dụng thật sự của chiếc móng vuốt này bên cạnh việc giúp giữ chặt con mồi. Một số giả thuyết cho rằng Deinonychus có thể dùng chiếc móng vuốt này để gây ra sát thương dạng chém, nhưng một số thử nghiệm thực tế vào năm 2005 lại cho thấy chiếc móng vuốt này chỉ tạo được những vết đâm nông thay vì tạo ra những vết chém trên xác một con heo. Vì thế họ kết luận rằng móng vuốt sát thủ thích hợp với việc hỗ trợ con vật đeo bám khi leo trèo hơn là xin con mồi tí huyết. Nhưng nếu bạn là kẻ tấn công một con Deinonychus, cũng đừng xem thường những chiếc móng vuốt này khi được kết hợp với một đòn đá bất ngờ vào dưới bụng của bạn. Và như đã nói thì Deinonychus là một kẻ săn mồi nhanh nhẹn, nhưng liệu nó có thể nhanh nhẹn đến mức nào? Những suy đoán ban đầu của John Ostrom được cho là hơi phóng đại quá mức sự nhanh nhẹn của Deinonychus, và tỷ lệ chiều dài giữa bàn chân và xương cẳng chân của Deinonychus hơi thấp so với những loài chim và khủng long chạy nhanh khác do khối xương bàn chân khá ngắn. Có thể đó là một sự đánh đổi nhằm sử dụng đôi chân như một vũ khí. Ostrom kết luận rằng cấu tạo đôi chân sau của Deinonychus là sự cân bằng giữa tốc độ và các tính năng nhằm giảm áp lực lên đôi chân trong lúc tấn công con mồi, bởi nếu xương bàn chân quá dài, áp lực từ các đòn tấn công có thể gây tổn thương nhiều hơn cho bàn chân. Một câu hỏi khác cũng thường xuyên được đặt ra, đó là Deinonychus có săn mồi theo bầy hay không? Ostrom tin là có, bởi đơn giản vì họ nhận thấy có nhiều dấu răng của Deinonychus trên xương của Tyrannosaurus, một chi khủng long lớn và nặng gấp Deinonychus hàng chục lần. Do đó, một con Deinonychus đơn lẻ không thể tự mình hạ gục Tyrannosaurus mà cần phải có sự phối hợp đến từ những cá thể khác. Tuy nhiên, nghiên cứu của Roach và Brinkman vào năm 2007 để đặt nghi vấn với giả thuyết này dựa trên hành vi săn mồi của các loài thằn lằn chúa và bò sát hiện đại, trong đó có cá sấu, chim săn mồi và cả rồng Komodo, vốn thường là những kẻ săn mồi đơn độc. Chúng có thể cạnh tranh nhau khi con mồi bị hạ gục, và thậm chí các cá thể nhỏ hơn có thể bị cá thể lớn hơn giết chết và ăn thịt luôn. Điều này khá khớp với việc các nhà cổ sinh vật học tìm thấy trong các bãi hóa thạch xương của những cá thể Deinonychus chưa trưởng thành, với nhiều phần có thể đã bị ăn mất bởi những con lớn hơn. Hơn nữa, vết răng không chứng minh rằng Deinonychus tự mình hạ gục những con Tyrannosaurus, mà có thể đó là bằng chứng của hành vi ăn xác thối sau khi con khủng long kia đã chết. Tất nhiên, tranh cãi là chuyện bình thường trong khoa học và với bản chất không hoàn chỉnh của hóa thạch, những cuộc tranh luận như thế này sẽ còn tiếp diễn dài dài trong tương lai. Những chuyện của Deinonychus thì không chỉ dừng lại ở khoa học. Với tầm quan trọng của Deinonychus cũng như những thông tin thú vị xoay ngành nó, dễ hiểu vì sao con khủng long này nhận được nhiều sự quan tâm của giới khoa học và đáng lẽ ra công chúng sẽ quan tâm nhiều đến Deinonychus. Tác giả Michael Crichton của tiểu thuyết Jurassic Park đã từng gặp gỡ John Ostrom nhiều lần để nói chuyện về khủng long, trong đó nói về Deinonychus cũng khá nhiều và hỏi rất kỹ về hành vi và ngoại hình của Deinonychus. Nhìn đến bài thảo Final của Final, ông lại có lựa chọn khiến Ostrom bất ngờ khi quyết định thay cái tên của Deinonychus thành Velociraptor, chỉ vì Velociraptor nghe hay hơn. Nhưng chính Crichton cũng phải thừa nhận với Ostrom một cách ăn năn, đó là mọi chi tiết về Velociraptor đều dựa trên những cuộc nói chuyện giữa hai người về Deinonychus, chỉ có cái tên là bị thay đổi. Và tất nhiên khi tiểu thuyết được chuyển thể thành phim, điều này vẫn được giữ nguyên và cả thế giới khắc sâu trong đầu cái tên Velociraptor, hay ngắn gọn là Raptor, còn Deinonychus thì bị che lấp sau cái tên đó. Velociraptor trên thực tế không hề to lớn như trên phim, thậm chí nó còn không đến từ Mỹ mà đến từ Mông Cổ. Vầng hào quang lẽ ra dành cho Deinonychus thì nay đã thuộc về Velociraptor. Dù sao thì đây cũng là chuyện đã xảy ra và chúng ta cũng không cần phải kiến nghị lên hãng phim để đòi lại hào quang cho Deinonychus làm gì. Nó vẫn ở đó và được ghi nhận như một dấu mốc quan trọng của các nghiên cứu về khủng long thế kỷ 20. Người ta vẫn thường gọi châu Phi là lục địa của những nghịch lý. Đây là một trong những lục địa có trữ lượng tài nguyên thiên nhiên nhiều nhất thế giới, nhưng người dân ở đây, nếu xét theo thu nhập trung bình thì cũng nghèo nhất thế giới. Ở lục địa này có những cánh rừng thăm thẳm bạt ngàn, nhưng cũng có những sa mạc không một bóng cây, không một bóng người chạy dài ngút tầm mắt. Nằm ở phía tây của lục địa này có một con sông, đó là sông Niger. Bắt nguồn từ cao nguyên Guinea, con sông Niger chạy theo một hành trang lưỡi liềm, vòng lên Mali trước khi xuôi xuống hạ nguồn, tạo nên một vùng đất màu mỡ phì nhiêu gọi là đồng bằng châu thổ Niger. Đây là con sông dài thứ 3 của châu Phi.
nguồn nước và sự màu mỡ mà nó mang lại tạo ra nguồn sống cho hàng trăm triệu người. Những làng mạc, thành phố và các quốc gia theo dòng lịch sử mọc lên bên bờ của con sông này, trong đó ở hạ nguồn có tới hai quốc gia lấy tên của con sông, đó là Niger và Nigeria. Dù có thể nói là cùng uống chung một nguồn nước, nhưng hai quốc gia này dường như đem đến hai hình ảnh đối lập. Trong khi Nigeria là một trong những quốc gia giàu có nhất Tây Phi, thì Niger lại thuộc hàng nghèo nhất. Thu nhập bình quân đầu người của Niger chỉ bằng 1/4 so với Nigeria, dù dân số của Nigeria đông gấp gần 10 lần, khoảng 230 triệu so với 25 triệu. Một phần nguyên nhân của sự chênh lệch này đến từ việc, dù có diện tích rộng lớn hơn Nigeria, nhưng phần lớn lãnh thổ Niger là một bộ phận của sa mạc Sahara khắc nghiệt. Vùng đất màu mỡ nhất và dễ sinh sống nhất nằm ở phía tây nam đất nước, nơi có con sông Niger chảy qua. Dù vậy thì trên bản đồ cổ sinh vật học, Niger lại là một vùng đất đầy hấp dẫn, nhưng cũng đầy nguy hiểm đối với các nhà cổ sinh vật học. Cần biết rằng châu Phi trong quá khứ hàng chục triệu năm trước, vào thời đại khủng long là một vùng đất rất khác. Không có sa mạc Sahara, mà là một vùng đất xanh tốt với sông ngòi phong phú và đa dạng. Vật đổi sao rời, những biến động của khí hậu đã biến vùng đất xanh tốt ngày nào trở thành một sa mạc không bóng người. Chỉ có những sinh vật đặc biệt mới thích nghi được với vùng đất này. Ẩn sâu trong lòng đất của sa mạc Sahara là dấu tích của một quá khứ huy hoàng với khủng long và những sinh vật vĩ đại khác. Chính vì thế, những nhà cổ sinh vật học đến từ nhiều nước đã xem Niger là một vùng đất đầy hấp dẫn để khám phá. Lần gần đây nhất là chuyến thám hiểm được dẫn đầu bởi nhà cổ sinh vật học lừng danh Paul Sereno, người từng phát hiện và mô tả nhiều chi khủng long, trong đó có Suchomimus, Rugos, Eoraptor. Và ông cũng chính là người mô tả cũng như đặt tên cho loài khủng long của chúng ta hôm nay, Nigersaurus tachetti. Những hóa thạch của Nigersaurus tachetti thực chất đã được phát hiện từ trước đó bởi nhà cổ sinh vật học người Pháp Philippe Take trong một chuyến thám hiểm kéo dài 7 năm tại Niger từ năm 1965 đến năm 1972. Tuy vậy, chất lượng của những mẫu vật đầu tiên này không đủ tốt và phải đến những chuyến thám hiểm của Paul Sereno vào các năm 1997 cũng như 2000, các nhà cổ sinh vật học mới có những mẫu vật đủ để mô tả và xác định rằng đây là một loài khủng long mới mà khoa học chưa từng biết đến. Sở dĩ việc xác định khó khăn như vậy là bởi một đặc điểm tiến hóa được xem là cao cấp ở loài khủng long này, đó chính là cấu trúc xương chứa nhiều khoang khí, vốn giúp con vật hô hấp hiệu quả và khung xương trở nên nhẹ hơn nhiều, nhưng lại khiến các bộ xương dễ hư hại sau khi con vật chết đi. Một số hộp sọ có vách mỏng đến nỗi một tia sáng lạnh cũng có thể chiếu xuyên qua. Do đó, cho đến nay người ta vẫn chưa tìm thấy một hộp sọ hoàn chỉnh hay bộ xương nguyên vẹn nào của Nigersaurus. Về danh pháp của con khủng long, tên chi Nigersaurus đơn giản chỉ là sự kết hợp giữa tên nước Niger và Saurus, nghĩa là thằn lằn. Còn tên loài tachetti là dùng để vinh danh nhà cổ sinh vật học Philippe Take, người đầu tiên tìm thấy hóa thạch của nó. Các nhà cổ sinh vật học xác định Nigersaurus tachetti là một loài sauropod thuộc về họ khủng long Rapacisauridae, thuộc liên họ lương long. Nigersaurus có niên đại 115 đến 105 triệu năm, khoảng vào giữa kỷ phấn trắng. Môi trường sống của con khủng long này chủ yếu là vùng đồng bằng ven sông. Điều thú vị là nhà cổ sinh vật học Paul Sereno khi mô tả chi tiết Nigersaurus tachetti đã gọi đây là một con khủng long bất ổn, bất thường nhất mà ông từng thấy. Bên cạnh biệt danh con bò của đại chúng sinh, ý muốn nói Nigersaurus là cỗ máy nghiền thực vật thật sự của thời đại khủng long. Dù hộp sọ có độ mỏng nhẹ như đã đề cập, nhưng các nhà cổ sinh vật học cho rằng chúng vẫn đủ sức mạnh để chịu được chuyển động của hàm răng, gồm những chiếc răng dài và mảnh khảnh, hơi cong nhẹ ở đầu. Và hàm răng này là một thứ càng đặc biệt hơn trong hộp sọ của Nigersaurus. Trước hết là cách bố trí, toàn bộ răng của Nigersaurus ở cả hàm trên lẫn hàm dưới được dàn thành một hàng ngang, đặc điểm lạ lùng chưa từng thấy ở các loài khủng long và thực vật khác. Thậm chí là không có loài động vật bốn chân Tetrapoda nào có toàn bộ răng nằm ra phần trán của mình như Nigersaurus. Tiếp theo là đặc điểm về mặt số lượng. Cần biết rằng với mỗi chiếc răng đã còn dùng được thì trong hốc răng của Nigersaurus có thể có đến 9 chiếc răng thay thế đang chờ sẵn với tốc độ thay răng cực nhanh, có thể chỉ trong vòng 14 ngày. Với tổng cộng 68 răng ở hàm trên và khoảng 60 răng ở hàm dưới, cùng với những chiếc răng trở thay thế, một con Nigersaurus có thể sở hữu cùng lúc từ 500 cho đến 1.000 chiếc răng trong miệng, một con số quá khủng. Phần hàm của Nigersaurus còn rộng hơn phần còn lại của hộp sọ, cũng là đặc điểm độc nhất vô nhị không chỉ trong thế giới khủng long mà còn trong số động vật tứ chi. Đúng là quái vật miệng rộng. Cũng giống như hộp sọ thì toàn bộ xương của Nigersaurus cũng có cấu trúc rỗng, chứa khoang khí ở đốt sống và khiến cho nhiều xương có vách rất mỏng, có thể chỉ dày khoảng vài mm. Tuy có phần thân và hộp sọ nhẹ nhàng, nhưng Nigersaurus vẫn được trang bị các chi khá to lớn và mạnh mẽ. Chi trước có chiều dài chỉ bằng 2/3 chi sau, tương tự hầu hết các loài thuộc liên họ lương long. Nigersaurus không phải là một con khủng long khổng lồ như nhiều loài sauropod nổi tiếng. Tổng chiều dài cơ thể của Nigersaurus có lẽ chỉ khoảng 9 mét, với trọng lượng ước chừng khoảng 1,9 cho đến 4 tấn.
Cổ của Nigerosaurus tương đối ngắn với khoảng 13 đốt sống, một điểm khá đặc trưng của các loài khủng long cùng họ Rebbachisauridae. Phần đuôi dài hơn phần cổ và có vẻ tương đối linh hoạt. Với hàm răng như vậy cùng cái cổ ngắn, thực đơn của Nigerosaurus chủ yếu là các loại thực vật tầm thấp hoặc mặt đất, chẳng hạn như dương sỉ đuôi ngựa và một số thực vật có hoa đã tiến hóa vào giữa kỷ phấn trắng, thay vì ăn các loại cây có lá ở trên cao. Đi sâu nghiên cứu các đặc điểm sinh lý học của Nigerosaurus, các nhà cổ sinh vật học như Paul Sereno cho rằng, dù có lỗ mũi khá to nhưng hành khứu giác của Nigerosaurus kém phát triển và do đó khứu giác của nó cũng không quá nhạy bén. Tỷ lệ khối lượng của bộ não so với cơ thể của Nigerosaurus chỉ ở mức trung bình của các loài bò sát, nhưng nhỏ hơn nhiều so với các loài khủng long hông chim lẫn khủng long chân thú. Trong khi các loài khủng long sauropod thường có cổ dài để phát hiện loài săn mồi từ xa, thì điều này lại không thể áp dụng với những con sauropod cổ ngắn như Nigerosaurus. Chỉ là một loài khủng long có kích thước nhỏ, hơn nữa không có quá nhiều đặc điểm phòng vệ như giáp hay gai ở trên thân, cũng không phải quá thông minh, thì giống loài Nigerosaurus lấy gì để tồn tại. Bù lại cho những đặc điểm trên, Nigerosaurus có đôi mắt nằm cao hơn trên hộp sọ, cho phép nó có tầm quan sát rộng hơn, có thể gần 360 độ. Họ cũng đoán rằng khả năng phát hiện chuyển động của Nigerosaurus rất tốt, giúp nó có thể phát hiện những thứ đáng ngờ. Ngoài ra thì Nigerosaurus có thể sống thành những đàn lớn để cung cấp khả năng phòng vệ từ số lượng cho các thành viên trong đàn. Điều này có thể lý giải số lượng hóa thạch phong phú của chúng. Dựa trên các phát hiện hóa thạch, có thể nói Nigerosaurus là loài ăn thực vật cực kỳ phổ biến trong khu vực. Những chi khủng long ăn thực vật khác cùng hệ tổng với Nigerosaurus còn có Lodosaurus, Uranosaurus và Razosaurus. Chúng có thể là đối tượng săn mồi của những chi khủng long ăn thịt như Cryptops hay Urcacharia, hoặc của các loài bò sát dạng cá sấu như Sarcosuchus. Tuy nhiên, tất cả những điều đáng nhớ trên về Nigerosaurus lại không được Giang Cư Mận nhớ đến bằng một sự hiểu lầm có thể nói là kỳ cục. Cũng như hai quốc gia Niger và Nigeria, cái tên của Nigerosaurus trong đó có chữ Niger thường bị nhầm với một từ có mặt chữ khá giống mà trước đây chuyên dùng để miệt thị người da màu. Chính điều này đã khiến Nigerosaurus trở thành một meme khủng long khá nổi tiếng ở trên mạng, theo cách mà những người đặt tên cho nó không hề mong muốn. Thế nên, từ đen trong tiêu đề đã đen lại còn lắm răng, ý muốn nói Nigerosaurus thật sự xui xẻo khi bị đặt cho một cái tên dễ bị người ta gọi lầm như vậy. Quay ngược thời gian, chúng ta có thể suy đoán khá chắc chắn rằng hóa thạch đã từng được phát hiện trong lịch sử từ rất lâu trước khi chúng ta biết đến sự tồn tại của những sinh vật đã tuyệt chủng. Chuyện này xảy ra ở cả phương Đông lẫn phương Tây và người ta tin rằng đó là xương cốt của những sinh vật huyền thoại, chẳng hạn như rồng. Chính vì thế mà nhiều người thường có liên tưởng rằng hình tượng rồng trong thần thoại của cả phương Đông lẫn phương Tây được xây dựng dựa trên các hóa thạch khủng long mà người xưa tìm thấy. Tuy nhiên điều này không đúng. Trên thực tế thì các hóa thạch được tìm thấy có thể bao gồm xương của nhiều nhóm động vật khác nhau, chẳng hạn như lưỡng cư, các nhóm bò sát cổ đại, động vật có vú, chứ không phải chỉ có hóa thạch khủng long. Cần nhớ rằng hiểu biết của người xưa về giải phẫu học của động vật còn rất hạn chế và khái niệm khủng long cũng chưa hề tồn tại nên họ không thể phân biệt giữa hóa thạch của khủng long với các nhóm động vật khác. Chỉ đến khi khoa học phát triển hơn, dưới ánh sáng của thời kỳ phục hưng, nhận thức của con người về những dạng thức xa xưa của sự sống từ tồn tại trên trái đất mới bắt đầu hình thành. Leonardo da Vinci, nhà khoa học huyền thoại người Ý và là một trong những cá nhân đầu tiên có đóng góp quan trọng trong việc nghiên cứu hóa thạch, đặc biệt là sự liên hệ giữa hai nhánh lớn trong nghiên cứu của sinh vật học, đó là nghiên cứu hóa thạch dấu vết và nghiên cứu hóa thạch cơ thể của động vật. Tiếp nối thành tựu của thời kỳ phục hưng, các nhà khoa học của thời kỳ khai sáng tiếp tục đẩy mạnh sự phát triển của cổ sinh vật học như một phần của triết học tự nhiên. Sau đó là sự xuất hiện của những nhà cổ sinh vật học thực sự đầu tiên, và đương nhiên là chúng ta không thể không nhắc đến gương mặt tiên phong Mary Anning, nhà cổ sinh vật học nữ giới hiếm hoi và cũng là thợ săn hóa thạch huyền thai mà mê khủng long đã từng có dịp đề cập trong một video riêng. Những phát hiện của bà cùng với gia đình cũng như khi hoạt động độc lập đã khẳng định hơn nữa sự tồn tại của những thế giới cổ xưa đã mất, là những bằng chứng vật chất không ai có thể phủ nhận được. Ngành cổ sinh vật học cũng chính thức cất cánh từ đó trở thành một ngành khoa học độc lập và có nhiều thành tựu. Một trong số những thành tựu đó chính là việc phát hiện ra sự tồn tại của khủng long. Trở lại với Megalosaurus, những phát hiện đầu tiên gắn với chi khủng long này có thể đã bắt đầu từ thế kỷ 17. Và một năm không rõ là năm nào trong thế kỷ 17, tại một mỏ đá vôi ở Oxfordshire, Anh Quốc thì người ta đã tìm thấy phần dưới của một cái xương đùi hóa thạch. Mẫu vật này sau đó rơi vào tay người Thomas Pennison, một nhà quý tộc. Chẳng biết nó là gì và cũng chẳng biết làm gì với nó, Thomas Pennison đã đưa mẫu vật cho Robert Bloch, giáo sư môn hóa tại Đại học Oxford và là giám tuyển đầu tiên của bảo tàng Ashmolean,
một thành công đầu tiên tại Anh Quốc. Robert Bloch đã nghiên cứu và mô tả mẫu vật, đồng thời vẽ hình minh họa cho nó để đem in trong cuốn sách lịch sử tự nhiên Oxfordshire xuất bản năm 1676 của ông. Đương nhiên là Bloch không hề biết đây là hóa thạch khủng long, ông chỉ biết rằng nó quá lớn để thuộc về một loài động vật đang sống trên lãnh thổ Anh Quốc, do đó ông kết luận rằng đây là một phần xương đùi của một con voi chiến La Mã, rồi sau đó lại đổi thành xương của người khổng lồ trong kinh thánh. Mẫu vật này sau đó đã thất lạc, nhưng rất may là những hình vẽ của Bloch đủ chi tiết để các nhà nghiên cứu sau này có những nhận định chính xác hơn về nó. Sau mẫu vật được Bloch mô tả thì người ta còn tìm thấy răng của những sinh vật chưa từng biết tới vào năm 1699 và về sau được xác định là răng của khủng long, trong đó có một chiếc răng của Megalosaurus. Mẫu vật này được Đại học Oxford đặt ký hiệu là OU1328, về sau bị thất lạc nhưng hình vẽ của nó đã được các nhà nghiên cứu khác sử dụng để khẳng định rằng đó là răng của Megalosaurus vào năm 2002. Người ta dường như không nhận ra tầm quan trọng của những phát hiện này và tưởng chừng như mọi thứ đã chìm vào quên lãng cho đến khi những phát hiện mới diễn ra. Vào năm 1815, nhà địa chất học người Anh John Keith báo cáo đã tìm thấy nhiều xương hóa thạch của một loài động vật bốn chân. William Buckland, giáo sư môn địa chất của Đại học Oxford khi đó tiếp nhận các hóa thạch này và bắt đầu nghiên cứu chúng. Với sự trợ giúp từ nhà tự nhiên học người Pháp George Cuvier, họ cùng nhau nhận ra rằng đây là những gì còn lại từ một sinh vật giống thằn lằn cổ đại. Buckland sau đó tiếp tục hợp tác cùng người bạn William Conybear để nghiên cứu các mẫu vật, bao gồm các mẫu vật sau này được định danh là Mosasaurus, và họ bắt đầu tìm cho chúng một cái tên. Vì những hóa thạch này quá lớn đối với các loài thằn lằn còn tồn tại nên Buckland gọi chúng là thằn lằn lớn, Hill's Lizard, hay dịch sang tiếng Hy Lạp có nghĩa là Megalosaurus. Cái tên Megalosaurus suýt chút nữa đã bị một nhà khoa học khác chiếm lấy vào năm 1822, nhưng về sau thì hành động này không được công nhận và phải 2 năm sau, vào ngày 20 tháng 2 năm 1824, trong cùng buổi công bố với thằn lằn cổ rắn Plesiosaurus tại Hội Địa chất Anh Quốc, Buckland mới chính thức công bố danh pháp Megalosaurus, lúc đó mới chỉ có tên chi chứ chưa có tên loài. Để 3 năm sau, nó mới được đặt danh pháp hai phần đầy đủ là Megalosaurus Bucklandi, trong đó tên loài lấy theo tên của William Buckland. Megalosaurus Bucklandi chính thức đi vào lịch sử với tư cách loài khủng long phi điểu đầu tiên được xác định và đặt tên. Đó có lẽ là điều mà phần lớn chúng ta đều biết. Tuy nhiên, trong một diễn biến khác trước đó vài thập niên thì đáng lẽ ra Megalosaurus đã mang một cái tên khác. Một cái tên khác kỳ quặc có thể khiến những người nhạy cảm phải đỏ mặt trước hiểu nghĩa của nó. Trở lại với thế kỷ 18 thì một tác giả chuyên viết sách khoa học người Anh tên là Richard Brooks đã sử dụng lại hình minh họa của Bloch trong một cuốn sách mà ông xuất bản vào năm 1763. Cảm thấy cần phải đặt tên cho hòn đá kỳ lạ này, Brooks đã quyết định dùng cụm từ Latin Scrotum Humanum để gọi tên nó, và cụm từ này khi dịch ra tiếng Việt lại có nghĩa là để chỉ cặp bi trên cơ quan sinh dục của nam giới. Nếu nhìn hình thì chắc bạn cũng hiểu tại sao Brooks lại gọi như vậy. Điều thú vị ở đây là không biết vô tình hay cố ý, Brooks cũng sử dụng một cấu trúc giống như danh pháp hai phần mà ngày nay người ta vẫn dùng để đặt tên khoa học cho các sinh vật. Lý giải cho điều này, vào năm 1970, nhà cổ sinh vật học người Anh Lambert Beverly Hornstead cho rằng việc Brooks sử dụng một danh pháp theo hệ thống phân loại sinh vật của Carl Linnaeus, một hệ thống vẫn còn được sử dụng phổ biến cho đến tận ngày nay, là một hành động hoàn toàn có chủ ý. Bởi ban đầu hệ thống phân loại của Carl Linnaeus không chỉ dành cho sinh vật mà còn được dùng để phân loại các mẫu vật địa chất. Như vậy, đây là một danh pháp hai phần hoàn toàn hợp lệ, và nếu nó thật sự là đầu dưới hóa thạch của xương đùi Megalosaurus, thì rõ ràng là danh pháp Scrotum Humanum đã xuất hiện trước và nên được quyền ưu tiên khi đặt lên bàn cân với danh pháp xuất hiện sau là Megalosaurus Bucklandi, chiếu theo quy tắc của Ủy ban Quốc tế về danh pháp động vật học. Hornstead tin rằng Scrotum Humanum nên được sử dụng thay vì Megalosaurus. Kể cả sau khi Hornstead mất thì bạn ông là William Sargent vẫn tiếp tục nộp kiến nghị lên Ủy ban Quốc tế về danh pháp động vật học. Tuy nhiên, cuối cùng thì Ủy ban vẫn bác bỏ kiến nghị trên bởi nhiều lý do. Thứ nhất, Scrotum Humanum không được sử dụng cho các phân bản khoa học sau đó để mô tả Megalosaurus, và theo tuyên bố của Ủy ban thì nếu một cái tên không được xem là có hiệu lực sau năm 1899, nó sẽ bị coi là một cái tên bị lãng quên. Thứ hai, Scrotum Humanum ra đời chỉ dùng để gọi tên một hành minh họa, do đó nó không phải là sự tạo thành một danh pháp có hiệu lực, cũng không có bằng chứng rằng người tạo ra nó có ý định sử dụng nó như một danh pháp khoa học. Thứ ba, mẫu vật được gọi là Scrotum Humanum đã thất lạc từ lâu và cũng quá ít đòi để xác định nó thuộc về bất kỳ một loài nào. Và thứ tư, chỉ là một phỏng đoán mà thôi, đó là bởi ý nghĩa có phần hơi kỳ cục của nó. Nếu một cái tên như vậy mà được đặt cho một loài khủng long đầu tiên thì có lẽ ngành cổ sinh vật học sẽ hơi bị xấu hổ đấy. Và như vậy, Scrotum Humanum đã trở thành lịch sử, một mảnh lịch sử tuy kỳ quặc nhưng cũng rất thú vị về Megalosaurus. Và đến năm 1842, sau khi ngài Richard Owen đặt ra thuật ngữ khủng long, Megalosaurus cùng với Iguanodon và Hylaeosaurus trở thành những chi khủng long đầu tiên được công nhận. Vì thế, tầm quan trọng của Megalosaurus trong nghiên cứu về khủng long là không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là cho đến nay, những hóa thạch mà chúng ta tìm thấy được của Megalosaurus đều rất rời rạc và vẫn chưa hề có bộ xương nguyên vẹn nào được khai quật. Chúng ta còn biết thêm về Megalosaurus thông qua các hóa thạch dấu chân được tìm thấy ở nhiều nơi trên nước Anh. Sự thiếu thốn về hóa thạch khiến cho từ trước đến nay đã có nhiều bản phục dựng khác nhau dành cho Megalosaurus với độ chính xác dần dần được cải thiện theo thời gian. Trong bản phục dựng đầu tiên thì Megalosaurus trông giống như một loài bò sát ăn thịt khổng lồ đi bằng bốn chân, có phần giống như rồng Komodo
hiện nay. Bức tượng được điêu khắc dựa trên bản phục dựng này từng được trưng bày tại khu triển lãm Crystal Palace lừng danh tại London và vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay. Về sau, từ bốn chân Megalosaurus được phục dựng với tư thế đi bằng hai chân, tuy nhiên tư thế của chúng có phần giống với chuột túi kangaroo với cái đuôi nằm sát đất cùng với đôi chân tạo thành thế kiềng ba chân để nâng đỡ trọng lượng cơ thể. Vậy nhưng điều mới nhất mà chúng ta biết về Megalosaurus cho đến lúc này là gì? Về cơ bản thì nó là một chi khủng long ăn thịt thuộc nhóm khủng long theropod, di chuyển bằng hai chân, phần ngực nằm ngang được cân bằng bởi một cái đuôi dài có kích thước tương đối to lớn với chiều dài lên đến khoảng 9 mét. Con vật sở hữu chi sau lớn và mạnh mẽ với bàn chân có 3 ngón hướng về phía trước, trong khi đó chi trước có phần tương đối ngắn, dù không đến nỗi ngắn như T-Rex cũng có 3 ngón. Là khủng long ăn thịt, chúng sở hữu hàm răng sắc nhọn và cong như dao găm để xé xác con mồi một cách dễ dàng. Điều đó đủ nói lên rằng Megalosaurus là một con khủng long săn mồi đáng sợ trong hệ sinh thái của nó, nếu không muốn nói có khả năng Megalosaurus chính là động vật săn mồi đầu bảng khi ấy, với con mồi có thể là những chi sauropod to lớn như Cetiosaurus hay Cetiosauruscus. Tất nhiên là về Megalosaurus còn rất nhiều điều để nói nữa, và một clip 10 phút chắc chắn là không đủ để nói về con khủng long này. Vì thế, Mê Khủng Long TV có lẽ sẽ phải hẹn các bạn trong một clip khác về Megalosaurus. Câu chuyện ngày hôm nay đưa chúng ta trở lại với đất nước Mông Cổ, một trong những thánh địa của khủng long ở châu Á. Từ Protoceratops cho đến Tarbosaurus, từ Velociraptor cho đến Natovinator, đã có hơn 100 chi khủng long được phát hiện tại đất nước của thành Cát Tư Hãn, biến Mông Cổ trở thành một điểm đến thường xuyên của các đoàn thám hiểm cổ sinh vật học. Vào ngày 9 tháng 7 năm 1965, trong một chuyến thám hiểm dài ngày như thế thì nhà cổ sinh vật học nữ người Ba Lan, Zofia Kielan-Jaworowska, đã tìm thấy hóa thạch của một loài khủng long theropod mới nằm trong đá sa thạch trên một đồi cát tại sa mạc Gobi. Mẫu vật này chủ yếu gồm hai cánh tay gần như nguyên vẹn cùng với xương bả vai, chỉ thiếu móng vuốt bên tay phải. Đôi tay quá khủng này đã khiến cho các nhà cổ sinh vật học chịu trách nhiệm nghiên cứu và mô tả mẫu vật, gồm Hanska Osmonska và Ewa Runiewicz, đã quyết định đặt tên cho loài khủng long mới này là Deinocheirus mirificus vào năm 1970. Tên chi Deinocheirus có gốc Hy Lạp, dịch ra có nghĩa là bàn tay khủng khiếp, dựa trên hình dạng, kích thước của bàn tay và móng vuốt của nó. Trong khi đó thì tên loài mirificus có gốc Latin, dịch ra có nghĩa là bất thường hoặc lạ lùng bởi cấu trúc đôi tay thật sự lạ thường của nó. Tuy nhiên, trong nhiều năm sau đó, không có thêm những hóa thạch của Deinocheirus được tìm thấy, khiến cho sự bất thường hoặc lạ lùng của nó vẫn không thể được các nhà cổ sinh vật học lý giải. Họ chỉ biết thêm một chút khi vào năm 2008, một nhóm các nhà cổ sinh vật học quốc tế xác định lại vị trí đã tìm thấy mẫu định danh và phát hiện thêm các mảnh xương sườn bụng được cho là của chính mẫu định danh mà đoàn thám hiểm năm 1965 đã bỏ sót. Trên các mảnh xương đó, người ta phát hiện các vết răng của Tarbosaurus, cho thấy con Deinocheirus này có lẽ đã bị Tarbosaurus tấn công, ăn thịt hoặc là ăn xác thối. Thậm chí là có thể có nhiều con Tarbosaurus cùng làm việc này, nên mới khiến xác của Deinocheirus bị phân tán trên một phạm vi rộng như vậy. Tuy nhiên, hộp sọ của Deinocheirus vẫn còn là một ẩn số. 5 năm sau, một đoàn thám hiểm khủng long khác, lần này là sự hợp tác giữa nước chủ nhà Mông Cổ và Hàn Quốc, đã tiếp tục lùng sục sa mạc Gobi để tìm kiếm hóa thạch khủng long, và kết quả là họ đã phát hiện thêm 2 mẫu vật Deinocheirus. Tuy nhiên, lần này các nhà cổ sinh vật học đã chậm chân và phát hiện cả 2 mẫu vật đều bị những kẻ buôn lậu hóa thạch hủy hoại trước khi họ đến. Hộp sọ tiếp tục biến mất cùng với xương tay và xương bàn chân. Đây là các mục tiêu dễ bị dân buôn lậu hóa thạch nhắm đến bởi chúng dễ tiêu thụ nhất và cũng có nhu cầu cao nhất. Các nhà cổ sinh vật học như Phil Curry rất thất vọng, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh rằng ngay cả khi những mẫu vật đã bị cướp phá thì trách nhiệm của họ vẫn là khảo sát thật kỹ khu vực phát hiện để đảm bảo là không bỏ sót bất kỳ thứ gì. Một trong 2 mẫu vật mới mang ký số MPCD-100-127 gồm một chiếc xương ngón chân duy nhất. Tưởng chừng như cuộc tìm kiếm chiếc đầu bí ẩn của Deinocheirus còn phải kéo dài thêm nhiều năm nữa với những tia hy vọng hết sức mong manh, giống như hy vọng của bạn rằng cuối năm sẽ được tăng lương vậy, thì chỉ một năm sau khi 2 mẫu vật mới được công bố, bỗng xuất hiện tin đồn rằng một bảo tàng ở châu Âu vừa mua lại được một chiếc hộp sọ khủng long lạ từ thị trường chợ đen. Người ta cho biết, nhà buôn hóa thạch người Pháp François Esquier đã nhìn thấy chiếc hộp sọ này trong một bộ sưu tập cá nhân ở châu Âu. Sau đó, ông này mới báo tin cho nhà cổ sinh vật học người Bỉ Pascal Godefroy vào năm 2011. Cả hai nghi ngờ rằng đó chính là hộp sọ của chi khủng long bí ẩn Deinocheirus. Esquier quyết định móc hầu bao ra mua lại chiếc hộp sọ và tặng nó cho Viện Khoa học Tự nhiên Hoàng gia Bỉ. Mua xong mới biết, chiếc hộp sọ này đã trải qua một hành trình rất dài và gian nan. Từ tay bọn buôn lậu sang tay một nhà sưu tập hóa thạch người Nhật, sau đó ông người Nhật này bán lại cho một đối tác ở Đức. Esquier và Godefroy cũng đã liên lạc với đội ngũ thám hiểm Mông Cổ, Hàn Quốc về tin này nhằm xác nhận xem chiếc hộp sọ có thật sự là của Deinocheirus hay không, hơn nữa có thể là của một trong 2 mẫu vật mới được tìm thấy. Những mẫu vật được mua lại gồm hộp sọ, tay trái và 2 bàn chân vẫn còn nguyên trong khối đá sa thạch.
Các nhà cổ sinh vật học đã vỡ òa khi chiếc xương ngón chân của mẫu vật MPCD 100/127 vừa khít với bàn chân của mẫu vật bị buôn lậu ra khỏi Mông Cổ, màu sắc đồng nhất và kích cỡ cũng phù hợp, đồng thời không có bất kỳ sự trùng lắp nào. Điều đó khẳng định chúng cùng thuộc về một cá thể khủng long Deinocheirus, góp phần hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng của bức tranh bí ẩn chưa được hoàn thành suốt 45 năm qua. Và vào ngày 1 tháng 5 năm 2014 thì chiếc hộp sọ cùng những phần xương hóa thạch bị mất đã được phái đoàn của bảo tàng Bỉ trao lại cho Mông Cổ. Chúng được tập hợp lại và trưng bày tại Bảo tàng Khủng long Trung ương Mông Cổ, nơi cũng trưng bày những mẫu vật từng bị buôn lậu từ Mông Cổ ra nước ngoài khác như bộ xương của Tarbosaurus, một kết thúc không thể nào có hậu hơn cho Deinocheirus và những nhà cổ sinh vật học đã nhiều năm theo đuổi con khủng long này. Vậy thì rốt cuộc Deinocheirus trông như thế nào? Ban đầu do thiếu mất hộp sọ, dựa trên những gì tìm thấy thì các nhà cổ sinh vật học phỏng đoán rằng Deinocheirus là một con theropod thuộc nhánh Cagnosauria, có nghĩa là thằn lằn ăn thịt vì kích thước khủng khiếp và xương chi rất dày của nó. Hình dung ban đầu của họ về Deinocheirus giống như một phiên bản khác của T-Rex, nhưng với cánh tay ngược lại, thay vì nhỏ xíu thì lại to dài trông khá lòng thòng. Tuy nhiên, cấu trúc chi trước của Deinocheirus lại giống với các loài thuộc nhóm khủng long đa điểu Ornithomimosauria. Do đó, các nhà cổ sinh vật học mô tả mẫu định danh của Deinocheirus như Hanska Osmunska về Guaronia Wicks đã đề nghị so sánh nó với các loài Ornithomimosauria thay vì T-Rex. Chứ nếu lấy tỷ lệ cánh tay so với cơ thể của T-Rex và áp vào cánh tay của Deinocheirus rồi đưa ra ước tính kích thước thì con số sẽ cực kỳ khủng khiếp. Dù vậy thì về cơ bản Deinocheirus là một con khủng long theropod khổng lồ với chiều dài có thể lên đến 11-12m và cân nặng ước tính dao động từ 6-9 tấn. Chiều cao hông của nó cũng có thể đạt 3.3-3.6m, thuộc hàng cao nhất trong số các loài theropod. Tuy nhiên, ngay khi những mảnh ghép còn lại của bức tranh bí ẩn Deinocheirus được tìm thấy và tạo thành bức tranh hoàn thiện, nhà cổ sinh vật học người Mỹ Thomas Hall đã phải thốt lên: Deinocheirus trông giống như sản phẩm của một mối tình ngoài giá thú giữa khủng long mỏ vịt và Gallimimus vậy. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở đó thì chi trước của Deinocheirus sẽ khiến chúng ta nhớ đến bộ vuốt khủng khiếp của Therizinosaurus, và trên thực tế là bộ vuốt của Deinocheirus chỉ dài kém Therizinosaurus trong thế giới khủng long, dù công dụng của chúng vẫn còn gây tranh cãi. Phần lưng của nó thì lại khiến người ta liên tưởng đến Spinosaurus, với đốt sống lưng có những chỏ gai cao gấp 8,5 lần chiều cao thân đốt sống, gần bằng tỷ lệ ở Spinosaurus. Chúng được cho là có tác dụng hỗ trợ cho phần hông của con vật. Đuôi khá ngắn và con lông vũ, được đỡ bởi xương bánh lái, phần nào giống với đuôi của Oviraptor. Sở hữu một thân hình lai tạp đã đành, chế độ ăn của Deinocheirus được cho là cũng tạp không kém. Sau một cuộc tranh luận kéo dài suốt nhiều năm trời mà không đi đến đâu vì thiếu những bằng chứng hóa thạch cần thiết, đến khi phục dựng đầy đủ ngoại hình của Deinocheirus, các nhà cổ sinh vật học gần đây cho rằng Deinocheirus là loài ăn tạp, từ việc mỏ của nó không có răng cho đến có rất nhiều đá dạ dày. Khoảng 1.400 viên được tìm thấy trong xương sườn và xương sườn bụng của Deinocheirus được cho là để giúp nó nghiền xương và thực vật cứng. Ngoài ra, có xương và vảy cá cũng được tìm thấy cùng hóa thạch của Deinocheirus. Đó là nguyên do người ta cho rằng bộ vuốt khủng khiếp của Deinocheirus không phải để tấn công hay săn mồi mà chủ yếu để phòng thủ, đào bới và hái cây. À, và cả để gái nữa. Deinocheirus có niên đại khoảng 70 triệu năm, và vào thời điểm đó hoang mạc Gobi không hề khô cằn như bây giờ, mà là một vùng đất có nhiều sông suối, ao hồ, đầm lầy với khí hậu ẩm ướt, rất thích hợp cho chế độ ăn tạp của Deinocheirus. Kẻ săn mồi nguy hiểm nhất với Deinocheirus không kể nào khác chính là Tarbosaurus, phiên bản bạo chúa của châu Á, với những bằng chứng hóa thạch là các vết răng hết sức rõ ràng còn lưu lại trên xương của Deinocheirus. Ngoài ra còn có những con bạo long nhỏ hơn như Aleoramus hay Bagaratan. Therizinosaurus cũng sống cùng thời với Deinocheirus và có thể chúng đã từng cạnh tranh những cây cây với nhau. Đó là ngày 21 tháng 3 năm 2011, một ngày làm việc bình thường của Sean Funk, tài xế lái máy xúc tại khu mỏ Millennium thuộc sở hữu của công ty năng lượng Suncor. Bỗng nhiên chiếc máy xúc của ông chạm phải một thứ gì đó cứng ở lớp đất đá xung quanh. Quái lạ, đó là cái gì thế nhỉ? Sean cào nhau. Ông đã quen với công việc của mình đến nỗi dường như biết rõ từ tức đất ở khu mỏ này. Vì cả một thứ lạ lùng có thể khiến chiếc máy xúc của ông hư hỏng một công việc bị đình trệ khiến cho Sean cảm thấy khó chịu. Sean nghĩ không nên cố làm tiếp. Ít ra thì ông cũng phải tìm hiểu xem thứ đó là gì trước đã. Ít nhất thì cấp trên cũng sẽ không có cớ đổ lỗi cho ông nếu chiếc máy xúc cảm vấn đề. Vậy là ông đi tìm người phụ trách tên là Mike Ratton đến để cùng xem xét hiện trường. Một khối đá, thứ mà chiếc máy xúc chạm phải đã trượt xuống sườn đồi, nằm im lìu ở đó. Nó có màu nâu đậm và không giống với các lớp đá xung quanh. Khi cả hai hò nhau lật khối đá lại, họ kinh ngạc trước những gì nhìn thấy. Những tấm phiến sườn xếp thành hàng, mỗi hàng được ngăn cách với nhau bởi một đường màu xám, trông như một tấm giáp hay lớp da của một con tê tê. Nhưng chắc chắn là không có tấm giáp hay con tê tê nào lớn như thế cả.
Ngay khi nghe tin, Bảo tàng Quốc gia Terrell ở Canada, nơi có một trong những đội ngũ chuyên gia về sinh vật cổ hàng đầu tại Bắc Mỹ đã cử người đến nơi để kiểm tra, và họ đã kinh ngạc trước những gì được tìm thấy. Đó là hóa thạch của một con khủng long, dù không phải là một cơ thể hoàn chỉnh, chỉ còn nửa thân trên, nhưng những gì còn lại đều được giữ nguyên hình dạng của chính con vật như trước khi chết. Trong tâm trạng mừng rỡ, các chuyên gia của bảo tàng đã tổ chức khai quật để đưa tất cả các mảnh bị vỡ của con khủng long do tác động từ chiếc máy sống về phòng nghiên cứu. Một hóa thạch quý giá như vậy thì cần có một chuyên gia thực thụ cho việc xử lý hóa thạch được khôi phục nguyên trạng của nó. Ở bảo tàng Quốc gia Terrell, có lẽ không ai làm công việc này tốt hơn Mark Mitchell, một nhân viên kỳ cựu và là chuyên gia xử lý hóa thạch hàng đầu của bảo tàng. Hóa thạch muốn nghiên cứu hay trưng bày gì cũng phải qua tay Mark xử lý trước. Ông đã làm việc tại đây từ năm 1996, xử lý khoảng 25 đến 30 hóa thạch gì đó, nhưng chưa có thứ gì giống như hóa thạch vừa được tìm thấy từ khủng long Millennium cả. Khi được đặt lên bàn làm việc của Mark, nó đã vỡ ra thành nhiều mảnh, từ vài mảnh nhỏ cho đến những mảnh lớn nặng cả 100 kg. Và dù vậy thì ông cũng có thể nhìn rõ hình dạng của con vật, một con khủng long thật sự. Đó là một con khủng long thân giáp với da, vảy, phiến sừng. Mà Mitchell nhớ lại, dù ông không biết đó là một loài mới, nhưng ông biết chắc đó là một vật quan trọng. Vậy là Mark bắt tay ngay vào việc ung đục, gỡ từng lớp đá xung quanh hóa thạch, dần dần làm lộ toàn bộ ngoại hình của nó. Công việc nghe có vẻ đơn giản nhưng nó đã lấy đi của Mark 7.000 giờ lao động trong gần 6 năm trời. Chỉ tính riêng cái đầu thì ông đã phải dành đến 8 tháng để xử lý. Nhiều người thừa nhận rằng nếu không có sự tận tâm của Mark, có lẽ hóa thạch này sẽ không bao giờ bước ra khỏi ánh sáng. Ngay sau khi Mark Mitchell hoàn thành công việc của mình, cả thế giới sửng sốt trước độ nguyên vẹn và vẻ đẹp của hóa thạch. Lúc này thì nó vẫn chưa có một cái tên chính thức, nhưng nhóm nghiên cứu về hóa thạch đã có một quyết định đặc biệt. Vào ngày thứ hai, ngày 31 tháng 7 năm 2017, sếp của Mark tìm bảo tàng đưa ông đến văn phòng trong một cuộc nói chuyện. Ông đã có dự cảm về lý do mình được gọi. Để tưởng thưởng cho nỗ lực của Mark trong suốt 6 năm qua, cấp trên cho Mark biết tên của ông sẽ được đặt cho loài khủng long mới. Tên chi là Borealo Pelta, có nghĩa là lá chắn phương Bắc, có tên loài là Mark Mitchelli, chính là họ tên của Mark. Mặc cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng ông niềm tự hào dâng lên, nhưng nỗ lực đã thực tưởng thưởng xứng đáng. Tên của ông sẽ đi vào sử sách của ngành cổ sinh vật học, sau này cùng một loài khủng long có lẽ sẽ trở nên nổi tiếng trong tương lai. Mark đang mừng như thế nào? Là một người giản dị, cách ông ăn luôn cũng giản dị không kém. Ông cho biết sẽ làm một mô hình nhỏ của loài khủng long này để đặt trên bàn làm việc của mình như một cách để kỷ niệm. Đồng thời ông cũng hy vọng rằng sẽ sớm thấy Borealo Pelta Mark Mitchelli xuất hiện trong những cuốn sách thiếu nhi về khủng long. Quay trở lại với Borealo Pelta Mark Mitchelli, tại sao nó lại được bảo quản hoàn hảo đến như vậy? Lời giải thích có thể đến từ tư thế chết đặc biệt của các loài giáp long Ankylosaur mà Borealo Pelta là một thành viên. Khi khai quật các hóa thạch khủng long từ nhóm Ankylosaur, ngay từ sớm các nhà cổ sinh vật học đã nhận ra một hiện tượng tương đối lạ là những hóa thạch này thường nằm trong tư thế ngửa bộ. Người ta đã từng lý giải hiện tượng này bằng hai cách. Thứ nhất, một số nhà cổ sinh vật học cho rằng các loài khủng long thuộc nhóm Ankylosaur rất nặng nề và vụng về. Khi bị trượt chân trên một đoạn đường dốc thì chúng sẽ lao xuống dưới, bị lật ngửa và chết trong tư thế đó. Tuy nhiên, cách giải thích này sẽ không hợp lý nếu xét đến sự thành công của các loài giáp long trong lịch sử. Khi chúng tồn tại đến 100 triệu năm, sẽ không có nhóm động vật nào tồn tại lâu đến thế nếu chúng có thể tự eo cách lãng nhách như vậy. Thứ hai, một số nhà cổ sinh vật học khác thì lại cho rằng việc xác của khủng long Ankylosaur bị lật ngửa là tác phẩm của các loài săn mồi khi chúng lật con khủng long lại để sơ con mồi từ phần bụng mềm trước, và phần lưng của chúng có những phiến sừng quá cứng kể cả đối với ra của những loài khủng long thuộc nhóm bạo long. Tuy nhiên, giả thuyết này cũng bị bác bỏ vì các nhà cổ sinh vật học không tìm thấy nhiều sự hiện diện của dấu răng khủng long săn mồi trên hóa thạch giáp long. Đến lúc này thì các nhà cổ sinh vật học tiếp tục tìm hiểu và đưa ra giả thuyết thứ ba dựa trên một loài động vật có vú khá giống với các loài khủng long Ankylosaur, đó là thỏ thú có mai Armadillo. Khi những con Armadillo này bị xe hơi tông trúng khi băng qua đường, xác của chúng bắt đầu thối rữa, và trong quá trình thối rữa, cái xác bị phồng lên, tích tụ khí ga, tứ chi duỗi ra và cuối cùng con vật bị lật ngửa bụng lại. Những người đưa ra giả thuyết này đã sử dụng công nghệ mô phỏng trên máy tính để kiểm nghiệm, và kết quả cho thấy đây có thể là lời giải thích chính xác cho hiện tượng này, đặc biệt là khi xác của giáp long bị trôi trong nước. Hiện tượng này cũng được chứng kiến ở một loài bò sát có vảy xương khác giống giáp long và sống dưới nước, đó là cá sấu. Các nhà khoa học đặt tên cho nó là bloat and float, có nghĩa là phồng lên và nổi. Hiện tượng này hoàn toàn phù hợp với địa điểm mà người ta tìm thấy hóa thạch Borealo Pelta Mark Mitchelli. Hóa thạch này được tìm thấy tại một khu mỏ ở Fort McMurray, tỉnh Alberta, Canada. Ở đây đã từng có rất nhiều hóa thạch của sinh vật biển cổ đại như Plesiosaur hay Ichthyosaur tìm thấy, nhưng chưa từng có dữ liệu về hóa thạch khủng long cho đến khi người ta phát hiện ra Borealo Pelta Mark Mitchelli. Khi phân tích vị trí tìm thấy hóa thạch, các nhà cổ sinh vật học cũng nhận thấy con vật nằm ngay phía trên một lớp trầm tích biển. Vì thế họ kết luận rằng con vật này sau khi chết đã bị trôi ra biển rất xa do hiện tượng phồng lên và nổi, rồi yên nghỉ ở đáy biển trước khi hóa thạch.
Chưa hết, để có thể được hóa thành một kích hoàn hảo như vậy, các nhà cổ sinh vật học cũng cho rằng con vật đã chìm xuống một lớp bùn đọng nhiều oxy dưới đáy biển. Khi xác của nó tiếp tục quá trình phân hủy trong nước biển, carbon dioxide và các chất khác trong cơ thể được giải phóng ra bên ngoài, làm thay đổi tính chất hóa học của nước biển trong lớp bùn xung quanh cái xác. Rất nhanh, điều này khiến molecule sideric hợp chất sắt carbonate hình thành, tạo nên một khối kết mà bọc cái xác, giúp nó không trở thành thức ăn của những loài sắc thối ở biển. Chính khối kết này cũng giúp cho cái xác không bị đè phẳng trong suốt hàng chục triệu năm bị các lớp trầm tích đè lên như những hóa thạch khác, giúp nó giữ được nguyên hình dạng ba chiều như khi còn sống. Nói chung, phải có rất nhiều yếu tố xảy ra cùng lúc cũng có thể giúp chúng ta có được một hóa thạch hoàn hảo đến như vậy. Và đương nhiên là khi nắm trong tay một mẫu vật hoàn hảo thì các nhà cổ sinh phần học phải tận dụng mọi cơ hội để nghiên cứu nó kỹ càng. Từng góc cạnh, từng chiếc vảy sơn hay từng vết tích trên hóa thạch đều được ghi nhận, đánh số và chụp ảnh. Hoặc nhất quyết mắt của Boreolopelta phải nói lên câu chuyện của cuộc đời nó. Phân tích phát sinh loài cho thấy Boreolopelta là một loài thỏ giáp lông sơn kết Nodosaurid. Chúng các loài giáp lông còn lại là Ankylosaurid ở chỗ, đuôi của chúng không có chiếc chùy đặc trưng như cả Ankylosaurus. Dù vậy thì nó vẫn là một khối phòng thủ khá chắc chắn với thân bọc xác, dài 5,5m và nặng khoảng 1,3 tấn. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn phát hiện thêm nhiều chi tiết thú vị khác. Đầu tiên là màu sắc của con vật được hé lộ thông qua việc nghiên cứu melanosome được tìm thấy bên trong hóa thạch. Hình dạng của các melanosome này cho thấy con vật có thể đã từng có màu sắc bên ngoài giống như màu đỏ cam, có thể là một kiểu nguy trang được gọi là counter shading, giúp nó tiệp với màu đất khi nhìn từ trên xuống. Thứ hai, những vật chất bên trong dạ dày và ruột cũng được bảo quản tương đối tốt và thậm chí tiết lộ nhiều điều về gu ăn uống của con vật. Khi nghiên cứu bài cuối cùng của Boreolopelta, họ phát hiện con cùng lòng chiếu ăn các lá dương xỉ non. Những loài thực vật khác tuy có nhưng rất ít, chiếm tỷ lệ không đáng kể. Từ đó họ cho ra con cùng lòng Boreolopelta này là một con vật cực kỳ kém trong châu việc ăn uống. Tuy nhiên, các nhà cổ sinh vật học cũng chưa hài lòng với kết luận đó, bởi họ nghĩ biết đâu là con cùng lòng dù bữa trước khi chết là khu rừng tái dương xỉ thì sao? Vậy là họ lại dành thêm 2 năm nữa nghiên cứu hóa thạch thực vật tại khu vực tìm thấy hóa thạch để tìm thêm thông tin. Sau 2 năm miệt mài đào bới và nghiên cứu thì họ vừa công bố kết quả của mình. Dữ liệu hóa thạch cho thấy, khu vực Boreolopelta từng sống là một nơi có thảm thực vật đa dạng, cũng đồng nghĩa với việc là một nguồn thức ăn phong phú về chủng loại cho những loài lông ăn thực vật. Mặt khác, chính dương xỉ là của hiếm trong thảm thực vật này, nhưng Boreolopelta vẫn chỉ chọn là dương xỉ là chính, chứng tỏ nó có khẩu vị khá khắt khe chứ không dễ dãi chút nào. Dù vậy, cũng có lẽ vì quá thích lá dương xỉ, con vật thậm chí đã ăn cả những lá dương xỉ mới mọc trên những gốc cây cháy sau một vụ cháy rừng, khiến cho người ta tìm thấy trong bụng của nó những mảnh than củi hóa thạch. Rất thú vị phải không nào? Quay ngược bánh xe thời gian, chúng ta quay trở lại với nước Mỹ vào nửa cuối thế kỷ 19. Sau cuộc nội chiến thảm khốc tàn phá đất nước diễn ra từ năm 1861 đến năm 1865, nước Mỹ bước vào thời kỳ tái thiết mạnh mẽ. Nền kinh tế phục hồi nhanh chóng và tăng trưởng thần tốc trong một giai đoạn ngắn gọi là thời đại mã vàng, từ đó kéo theo sự phát triển của các ngành khoa học. Là một ngành khoa học non trẻ thì cổ sinh vật học cũng may mắn hưởng lợi từ sự phát triển của nước Mỹ và được thúc đẩy mạnh mẽ. Tuy nhiên, chính sự phát triển quá nóng cũng như tính đố kỵ và ganh ghét của con người đã dẫn đến một sự kiện mà ngày nay chúng ta gọi là chiến tranh xương, The Bond Wars. Đó là khi hai nhà cổ sinh vật học tiếng tăm tại Mỹ là Othniel Charles Marsh và Edward Brinker Cope khởi xuống một cuộc chạy đua khốc liệt nhằm giành chiến thắng về số lượng những khám phá liên quan đến khủng long cũng như sinh vật tiền sử trên những bãi xương giàu hóa thạch nằm ở miền Tây nước Mỹ. Và không chỉ chạy đua, họ còn tìm cách ngáng đường đối phương bằng những cách tệ hại nhất, trong đó bao gồm cả hối lộ, trộm cắp và hủy hoại thành quả của đối phương bằng thuốc nổ. Mặc dù cuộc chiến kết thúc với hàng loạt giống loài khủng long mới được khám phá, nhưng kết cục để lại cũng đầy hỗn loạn. Nhiều hóa thạch có thể đã bị phá hủy, ngành cổ sinh vật học của Mỹ cũng vì họ mà chịu tiếng xấu trong mắt phần còn lại của thế giới. Những mô tả và nghiên cứu vội vã của hai nhân vật chính cũng gây ra nhiều bối rối và hiểu lầm cho hậu thế về các loài khủng long. Và đây chính là điểm bắt đầu cho câu chuyện ngày hôm nay. Vào năm 1877 thì Edward Brinker Cope đang làm việc với một số thợ săn hóa thạch tại Colorado. Từ những gì họ gửi đến cho ông thì nhà cổ sinh vật học này đã xác định được một số giống loài khủng long mới như Laelaph Strahlerodon hay Camarasaurus supremus. Đến tháng 10 cùng năm thì ông lại nhận được những hóa thạch mới gồm đốt sừng lưng, sừng mu và sừng đùi của một con khủng long khổng lồ. Vì đang trong cuộc đua với đối thủ, Cope vội vã kết luận đây là một loài khủng long cổ dài mới và đặt danh pháp cho nó là Amphicoleus entus. Được ông cho là có họ hàng gần với Camarasaurus vì cả hai được tìm thấy gần nhau, cùng sở hữu những đốt sống có cấu trúc nhẹ và các chi tương đối to lớn, chắc chắn. Ngoài ra, ông còn xác định loài thứ hai thuộc chi này và đặt danh pháp cho nó là Amphicoleus latus. Cũng trong năm 1877,
Một thợ săn hóa thạch cộng tác với Cope khác là Oramel William Lucas cũng tìm thấy tại Colorado một mẫu vật mới, là một phần đốt sống lưng khủng long không nguyên vẹn nhưng rất lớn, gần nơi phát hiện ra những mẫu vật đầu tiên của Amphicoleus cũng như Camarasaurus. Vào cuối xuân hoặc đầu hè năm 1878, mẫu vật này đã được gửi đến nhà của Cope tại Philadelphia để ông nghiên cứu và mô tả. Cuối cùng thì đến tháng 8 năm đó, ông công bố mẫu vật này như mẫu vật định danh của một loài mới thuộc chi Amphicoleus, đó chính là Amphicoleus fragilimus. Cope viết trên tập san The American Naturalist, tập san mà ông đã tự mua để công bố những phát hiện của bản thân. Gần đây, từ người bạn nhiệt thành của mình là ngài Oramel William Lucas, tôi đã nhận được hóa thạch cung thần kinh đốt sống gần như nguyên vẹn của con khủng long lớn nhất mà tôi từng thấy. Kích thước của mẫu vật này trong mô tả của Cope là cao 1,5 m, và do đó chiều cao nguyên gốc của cái đốt sống này phải lên đến gần 3 m, và nếu dựa vào kích thước của một con Diplodocus được cho là có hàng gần với Amphicoleus thì chúng ta sẽ có một con khủng long với chiều dài lên đến 58 m, một con số kinh khủng bởi không chỉ dài gấp đôi cá voi xanh, nó còn dài ít nhất là gấp rưỡi những con khủng long sauropod mà con người biết đến cho đến hiện nay. Nói cách khác, với kích thước này thì Amphicoleus fragilimus chính là loài khủng long dài nhất, to lớn nhất trong lịch sử cổ sinh vật học. Mẫu vật này dường như được Cope giữ trong nhà của ông cho đến tận năm 1897, sau khi chiến tranh xương đã kết thúc khá lâu. Đó là thời điểm Cope qua đời và theo ý nguyện của ông trước đó, tất cả ghi chép cũng như bộ sưu tập hóa thạch của ông sẽ được bán lại cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ, trong đó có mẫu định danh của Amphicoleus fragilimus. Tuy nhiên, khoảng 2 thập niên sau, khi chủ tịch của bảo tàng là Andrew Osborne cùng một đồng nghiệp khác bắt đầu phân tích bộ sưu tập của Cope, họ phát hiện ra mẫu định danh của Amphicoleus fragilimus không hề còn ở đó. Sau khi miệt mài tìm kiếm mà không có kết quả thì cả hai viết vào tháng 1 năm 1921. Mẫu định danh của loài này không có trong bộ sưu tập của Cope và những đặc điểm của nó không thể được xác định rõ ràng. Dù vậy thì để đề phòng một ngày nào đó nó lại bất ngờ xuất hiện từ số hóa thạch kia do một sự bỏ sót nào đó, người ta vẫn gắn cho nó một số hiệu, đó là AMNH5777. Vậy rốt cuộc thì mẫu vật đã biến đi đâu? Một mẫu vật cực kỳ quan trọng sao lại có thể biến mất một cách vô lý và dễ dàng như vậy? Sự biến mất của AMNH5777 không phải là điều kỳ lạ duy nhất trong câu chuyện về Amphicoleus fragilimus. Kỳ lạ hơn chính là những hành xử của Edward Rinker Cope sau khi ông tuyên bố là mình đã tìm thấy khủng long lớn nhất từ trước đến giờ vào năm 1878. Theo phân tích của các nhà nghiên cứu về Cope, sau bài mô tả đầu tiên thì Cope gần như không hề nhắc gì đến Amphicoleus fragilimus trong các công trình của ông về khủng long sau này. Thậm chí là ngay cả trong nghiên cứu của ông về mối quan hệ giữa sự tiến hóa và kích thước cơ thể và về sau hậu thế gọi là quy tắc Cope. Chẳng phải Amphicoleus fragilimus cùng kích thước khổng lồ của nó là một ví dụ không thể nào tốt hơn cho luận điểm của Cope hay sao? Không giống như những tiền bối cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, các nhà cổ sinh vật học gần đây tỏ ra rất hoài nghi những ước tính của Cope. Năm 2015 thì trong một phân tích về những bằng chứng, tình huống và các diễn giải xoay quanh Amphicoleus fragilimus, hai nhà cổ sinh vật học Kerry Woodruff và John Foster đã kết luận rằng kích cỡ đốt sống của con khủng long này đã bị phóng đại quá mức bởi các nhà cổ sinh vật học đã làm việc ở hệ tầng Morrison, nơi phát hiện ra Amphicoleus fragilimus suốt hơn một thế kỷ và chưa từng tìm ra hóa thạch của một con sauropod nào có thể đạt đến kích cỡ gần bằng Amphicoleus fragilimus, thậm chí là có một khoảng cách rất xa. Họ cũng chỉ ra rằng Cope vốn không phải là người cẩn thận, tỉ mỉ với các con số, một phần vì sự vội vàng của ông trong những công bố khoa học về các loài khủng long mới nhằm chạy đua với đối thủ. Rất có thể con số chiều cao của cung thần kinh đến từ một lỗi đánh máy, chẳng hạn như nhầm từ 1050 thành 1500 hay nhầm từ mm thành mét như một vài lần Cope đã mắc phải trước đó. Điều này phần nào lý giải sự im lặng của Cope về Amphicoleus fragilimus. Cuộc chiến tranh xương đã từng bùng nổ chỉ vì Cope bị Mars công kích khi đặt nhầm đầu của thằn lằn cổ rán xuống đuôi, và chắc chắn là ông không muốn bản thân bị cả giới cổ sinh cười nhạo một lần nữa vì lỗi đánh máy của mình. Và cũng vì thế ông không hề công bố mẫu vật Amphicoleus fragilimus một lần nào nữa, cho đến khi qua đời năm 1897 bởi sai lầm của ông chắc chắn sẽ bị nhận ra ngay lập tức, và biết đâu chỉ ông là người đã hủy đi mẫu vật này nhằm không để bất kỳ ai biết về sai lầm của mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng quay lưng lại với Cope. Vào năm 2006 thì nhà cổ sinh vật học Kenneth Carpenter tin rằng sự biến mất của hóa thạch Amphicoleus fragilimus là do những hóa thạch được tìm thấy cùng địa điểm thường được bảo quản trong đá bùn đã bị xói mòn nghiêm trọng, dễ bị vỡ vụn thành những khối nhỏ. Do đó, mẫu vật được tìm thấy năm 1877 có lẽ đã bị hư hại nghiêm trọng và Cope đã vứt chúng đi sau khi mô tả và vẽ hình minh họa. Đến năm 2018 thì Carpenter lại xuất bản một nghiên cứu khác đầy tâm huyết về Amphicoleus fragilimus, trong đó ông bảo vệ những con số mà Cope đã đưa ra, đồng thời mô tả và tái phân loại mẫu vật này.
Carpenter cho rằng mẫu vật của Amphicoleus fragilibus giống với đốt sống của các loài khủng long thuộc họ Rapetosauridae, và do đó quyết định thành lập hẳn một chi mới cho nó, đặt danh pháp là Marapunisaurus, đồng thời giữ nguyên tên loài fragilibus. Marapuni có nghĩa là khổng lồ trong ngôn ngữ của thổ dân Ute ở Bắc Mỹ. Kích thước của con khủng long cũng được Carpenter ước lại còn khoảng 30m chiều dài. Carpenter thậm chí còn phục dựng lại đốt sống của con khủng long dựa trên hình vẽ của Cope bằng nhựa, và hiện nay mô hình này vẫn đang được trưng bày tại một khách sạn ở thành phố Canon, gần nơi tìm thấy hóa thạch của Amphicoleus fragilibus. Như vậy, điều chúng ta biết về Amphicoleus fragilibus đó là mẫu vật của loài khủng long này đã biến mất, và khả năng nó còn bị lẫn ở đâu đó trong bộ sưu tập của Cope là rất thấp. Bản thân hình vẽ của Cope cũng không đủ để chúng ta biết nhiều hơn, bởi Cope chỉ vẽ một chiều của mẫu vật thay vì vẽ nhiều chiều như những hình minh họa khác. Và ngày nay thì Amphicoleus fragilibus cũng không còn là một danh pháp hợp lệ, và thay vào đó chúng ta có Marapunisaurus fragilibus được xếp vào Rapetosauridae, thuộc siêu họ lưng long. Dù vậy thì chân tướng và ngoại hình thật sự của nó vẫn còn rất nhiều điều chưa rõ nếu không có những phát hiện hóa thạch mới trong tương lai. Nguồn gốc của cái tên Allosaurus đã khởi đầu từ một sự kiện kỳ lạ trong lịch sử gọi là cuộc chiến xương, The Bone Wars. Đó là tên gọi mà sử sách dùng để mô tả những sự kiện gay gắt diễn ra giữa hai nhà cổ sinh vật học Othniel Charles Marsh và Edward Drinker Cope. Bắt nguồn từ sự ganh ghét và đố kỵ lẫn nhau, cũng như có thể cả những hiểu lầm nữa, Marsh và Cope đã lao vào một cuộc chiến dù không có tiếng súng, nhưng lại có rất nhiều tiếng thuốc nổ, hay một cuộc chạy đua nhằm xem ai tìm được nhiều khủng long hơn. Cuộc chiến này đã mang lại nhiều thành tựu cho ngành cổ sinh non trẻ tại Mỹ, phát hiện nhiều loài khủng long mới nhưng cũng để lại nhiều hậu quả xấu. Allosaurus chính là một giống khủng long mới xuất hiện từ trong cuộc chiến đó. Trên thực tế thì trước khi cuộc chiến xương diễn ra, người ta đã tìm được một số hóa thạch của Allosaurus nhưng lại gán cho một số chỉ khủng long khác đã có ở châu Âu, chẳng hạn như những chiếc xương được Ferdinand van der Veer Heiden tìm thấy vào năm 1869, được gán cho chỉ khủng long Pachypleuron. Về sau Heiden mới lập ra một chỉ khủng long mới cho những hóa thạch này, đó là Antrodemus. Sau khi cuộc chiến xương bắt đầu vào năm 1877 thì Marsh đã thu thập được mảnh xương sườn, xương răng, xương ngón chân, xương cánh tay và quan trọng nhất là ba đốt sống của một loài khủng long ăn thịt lớn. Marsh quyết định đặt cho nó cái tên Allosaurus fragilis, trong đó tên chi Allosaurus mang ý nghĩa là thân lằn khác biệt, có tên loài fragilis có nghĩa là mỏng manh. Vậy thì Allosaurus khác biệt và mỏng manh như thế nào? Theo mô tả của Marsh, một số đốt sống của con khủng long này có vết lõm hình lòng chảo ở cả mặt trước lẫn mặt sau. Ông cho rằng những vết lõm này tạo thành các khoảng trống giữa các đốt sống, khiến cho khối lượng của chúng nhẹ hơn nhưng cũng dễ gãy hơn. Do khi đó, điều này chưa từng được quan sát thấy trên đốt sống của các loài khủng long khác. Chính vì thế, Marsh mới gọi loài khủng long mới là thân lằn khác biệt, tức là Allosaurus. Không dừng lại ở đó thì Marsh và các cộng sự còn tiếp tục khám phá thêm nhiều hóa thạch tương tự. Tuy nhiên, vì để chiếm ưu thế trước đối thủ là Edward Drinker Cope, Marsh đã cố gắng thành lập thật nhiều chi và loài mới dựa trên số hóa thạch này, và thế là chúng ta có một loạt danh pháp như Apatodon, Creosaurus, Epantherias, Labrosaurus. Nhưng đánh giá lại sau đó, khởi đầu với Charles Gilmore vào năm 1920 đã xác định tất cả những danh pháp này cùng với Allosaurus năm 1877 và Antrodemus của van der Veer Heiden trước đó đều thuộc về cùng một giống khủng long. Đến lúc này thì một vấn đề mới lại nảy sinh, cái tên nào sẽ được chọn làm danh pháp thống nhất cho giống khủng long này? Về nguyên tắc thì Antrodemus là ứng cử viên số 1 vì nó xuất hiện đầu tiên và Allosaurus chỉ là ứng cử viên số 2. Trên thực tế thì Antrodemus đã được sử dụng như danh pháp chính thức của chi khủng long mà chúng ta vẫn gọi là Allosaurus ngày nay trong suốt hơn 50 năm, từ năm 1920 đến giữa thập niên 1970. Đến thập niên 1960 đến 1970, sau khi hàng loạt hóa thạch Allosaurus được khám phá tại khu mỏ Cleveland Lloyd ở bang Utah, các nhà khoa học mới có dịp đánh giá đầy đủ hơn về đặc điểm giải phẫu học của chi khủng long này. Và trong công trình nghiên cứu xuất bản năm 1976, nhà cổ sinh văn học James Henry Mason cho rằng Allosaurus mới là danh pháp nên được sử dụng vì danh pháp Antrodemus vốn được xác định dựa trên những hóa thạch có mức độ bảo quản rất kém, các đặc điểm giải phẫu học không rõ ràng và thậm chí địa điểm khai quật cũng mập mờ. Đề nghị của James Henry Mason được chấp nhận và cuối cùng Allosaurus trở thành danh pháp chính thức như chúng ta biết cho đến tận ngày nay. Ngoài Bắc Mỹ thì người ta còn phát hiện hóa thạch của Allosaurus tại Bồ Đào Nha. Ngày nay thì đã có 3 loài thuộc chi Allosaurus được xác định, bao gồm loài điển hình Allosaurus fragilis, loài thứ hai tại Bắc Mỹ Allosaurus chimaceni và loài châu Âu Allosaurus europaeus. Dù có lịch sử danh pháp tương đối phức tạp thì như có một điều không thể chối cãi rằng Allosaurus là một trong những giống khủng long ăn thịt có số lượng bộ xương hóa thạch nhiều nhất và có độ hoàn chỉnh thuộc dạng cao nhất từ trước đến giờ.
Hóa thạch của Allosaurus được tìm thấy tại khu mỏ Cleveland Lloyd ở Utah cũng là trường hợp hiếm thấy khi một giống khủng long theropod chiếm đa số trong một bãi xương, với tổng cộng khoảng 46 cá thể Allosaurus được xác định trong số 76 cá thể khủng long đủ loại. Việc hóa thành khủng long ăn thịt lại là khủng long ăn thịt hàng đầu, tập trung với mật độ lớn đến vậy trong cùng một khu vực là điều có 102 trong lịch sử ngành cổ sinh. Nhiều nghiên cứu khoa học đã được viết về khu vực này và đề ra nhiều giả thuyết, chẳng hạn như một đàn Allosaurus bị mắc kẹt trong một đầm lầy, bị lũ lụt nhấn chìm hay là một cái chết tập thể do hạn hán. Dù chưa có câu trả lời chính xác thì điều quan trọng là số lượng xương cũng như mức độ bảo quản tốt tại đây đã giúp Allosaurus trở thành một trong những chi khủng long ăn thịt lớn được khoa học hiểu biết nhiều nhất, thậm chí là còn hơn cả T-Rex. Allosaurus từng sống vào giai đoạn Jura muộn, cách chúng ta khoảng 155 đến 145 triệu năm trước. Các nhà cổ sinh nào tin rằng Allosaurus từng thống trị hệ sinh thái của nó, là động vật đứng đầu chuỗi thức ăn, mặc dù cùng chung hệ sinh thái với Allosaurus có những chi khủng long ăn thịt đáng gờm khác như Tarbosaurus, Saurophaganus, Ceratosaurus. Tại hệ tầng Morrison thì hóa thạch của Allosaurus chiếm đến 3/4 số lượng mẫu vật khủng long chân thú, gợi ý rằng nó chính là loài theropod ăn thịt thành công nhất tại đây, với thức ăn là những con sauropod như Brachiosaurus, khủng long hông chim như Captosaurus cho đến đám Stegosaurus với gai nhọn trên lưng và đuôi. Nó đã làm điều đó như thế nào? Về mặt kích thước thì qua các ước tính, Allosaurus có chiều dài trung bình 8,5m và cá thể lớn nhất có thể đạt chiều dài gần 10m, thậm chí là còn có những ước tính lớn hơn nhưng không được công nhận rộng rãi. Chúng có thể cân nặng trung bình từ 2,5 đến 3 tấn. Tuy nhiên, Allosaurus không phải là loài săn mồi lớn nhất trong hệ sinh thái của nó. Ước tính dựa trên hóa thạch cho thấy có những chi theropod ăn thịt khác như Saurophaganus có chiều dài lên đến 10,5m hay Tarbosaurus cũng có chiều dài khoảng 10-11m. Các nhà cổ sinh vật học cũng không đánh giá cao lực cắn của Allosaurus và cho rằng lực cắn của chi khủng long này chỉ đạt mức trung bình so với kích thước của nó, nên không thể so sánh với những cô máy nghiền xương của thời đại khủng long như T-Rex. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu cho rằng cấu tạo hàm và răng của Allosaurus cực kỳ thích hợp cho việc xé những mảng thịt lớn khỏi cơ thể con mồi như một chiếc mã tấu. Thậm chí có người còn đề xuất rằng Allosaurus có thể biến con mồi thành một nồi cơm thạch xanh di động bằng cách ăn những mảng thịt sống từ con mồi nhưng không đủ để khiến con mồi chết đi, mà sau đó nó lại hồi phục để tiếp tục trở thành bữa ăn cho Allosaurus trong tương lai. Nghe có vẻ hơi ghê rợn đúng không nào? Khả năng săn mồi của Allosaurus còn được đánh giá cao ở khả năng nghe và phát hiện mùi, với hành khứu giác lớn và tai tròng giống của các loài cá sấu, có thể nghe tốt âm thanh ở tần số thấp. Một trong những giả thuyết gây tranh cãi nhất về Allosaurus chính là việc đi săn theo đàn. Sự tập trung số lượng lớn hóa thạch Allosaurus tại cùng một địa điểm cũng như những con sauropod khổng lồ có thể là con mồi tiềm năng của Allosaurus khiến một số nhà nghiên cứu cho rằng hẳn Allosaurus phải sống tụ tập thành bầy và săn mồi cũng theo bầy để có thể hạ gục những con sauropod lớn gấp nhiều lần nếu không chỉ săn những con non chưa trưởng thành. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu khác lại không đồng tình và cho rằng mật độ hóa thạch Allosaurus chỉ là kết quả của việc tụ tập để ăn sáng một con mồi to lớn nào đó hoặc của một thảm họa tập thể. Bản thân việc săn mồi theo bầy cũng hiếm khi diễn ra ở các loài động vật hai cung hiện đại, bao gồm kỳ đà, cá sấu và chim, nên khả năng xảy ra chuyện này ở khủng long khá thấp, dù câu trả lời chính xác có lẽ vẫn còn bỏ ngỏ. Dù vậy thì hầu hết các nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng Allosaurus là một con khủng long săn mồi chủ động, nhanh nhẹn với đôi chân dài. Cũng như câu chuyện đã xảy ra với Tylosaurus, Prognathodon và Mosasaurus, Allosaurus cùng các giống khủng long ăn thịt khác đã có sự phân chia ngách sinh thái và săn những con mồi khác nhau. Và cuối cùng có một câu hỏi mà có lẽ nhiều fan của Allosaurus sẽ muốn tìm câu trả lời. Tại sao Allosaurus được tìm thấy trước, cũng là một loài khủng long hùng mạnh từng thống trị hệ sinh thái cuối kỷ Jura, lại không thể nổi tiếng như loài khủng long sinh sau đẻ muộn là T-Rex? Ngoài vấn đề về kích thước vượt trội của T-Rex, có lẽ còn hai nguyên nhân nữa. Thứ nhất đó là lịch sử định danh có phần phức tạp của Allosaurus. Như đã nói thì phải đến thập niên 1970 cái tên Allosaurus mới được thống nhất sử dụng thay cho Antrodemus, trong khi đó T-Rex đã gây ấn tượng từ năm 1915, một khoảng cách quá lớn về thời gian để có thể săn lấp. Thứ hai, sự xuất hiện của T-Rex diễn ra đúng vào thời điểm văn hóa và các phương tiện truyền thông đại chúng phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Điều đó khiến cho việc quảng bá hình ảnh và tên tuổi của T-Rex thuận lợi hơn bao giờ hết. Thậm chí là T-Rex còn thay thế cả Allosaurus để xuất hiện trong bộ phim bom tấn đề tài khủng long đầu tiên, đó là The Lost World. Đó quả là điều đáng tiếc cho Allosaurus, nhưng cũng là định mệnh của lịch sử. Dù vậy thì cũng có những người yêu thích khủng long vẫn dành sự quan tâm cho giống khủng long ăn thịt hàng đầu của kỷ Jura này. Đầu thế kỷ 20, vùng đất Mông Cổ vừa mới giành được độc lập từ tay nhà Thanh của Trung Quốc và còn đang vướng vào những tranh chấp về chính trị, có lẽ không phải là điểm đến hấp dẫn của các nghiên cứu khoa học, nhất là trong lĩnh vực cổ sinh. Nhưng đó không phải là suy nghĩ của những nhà thám hiểm có máu liều siêu hạng như Roy Chapman Andrews.
Trong giai đoạn 1922 đến năm 1928, nhà thám hiểm này cùng các cộng sự đã thực hiện nhiều chuyến thám hiểm sâu vào nội địa Mông Cổ và có nhiều phát hiện cổ sinh quan trọng trong những chuyến đi như vậy, chẳng hạn như ổ trứng khủng long đầu tiên, khủng long Oviraptor, khủng long Protoceratops. Thành công của Roy Chapman Andrews đã làm thay đổi quan niệm của giới cổ sinh đối với tiềm năng của vùng đất Mông Cổ và người Liên Xô, với những gắn bó về chính trị và kinh tế giữa đất nước họ và Mông Cổ, trở thành những nhà cổ sinh tiếp theo dấn thân vào vùng đất này để tìm kiếm hóa thạch khủng long. Vào năm 1946, những nỗ lực thám hiểm của người Liên Xô đã tìm thấy hộp sọ và đốt sống của một loài khủng long theropod cỡ lớn, có thể nói là lớn nhất được tìm thấy ở châu Á cho đến lúc bấy giờ. Phải đến năm 1955 thì các nhà cổ sinh vật học mới hoàn thành nghiên cứu và mô tả mẫu vật này, nhận thấy có sự tương đồng giữa chúng và hóa thạch của T-Rex tại Bắc Mỹ. Nhà cổ sinh vật học Liên Xô Yevgeny Maleev đã quyết định đây là một loài mới của chi Tyrannosaurus, đồng thời lấy chữ Bata có nghĩa là anh hùng trong tiếng Mông Cổ để đặt tên loài. Do vậy chúng ta có danh pháp khoa học đầu tiên của nó là Tyrannosaurus Bata. Chưa hết, Maleev còn mô tả và định danh thêm 3 mẫu vật hộp sọ cùng lòng ăn thịt khác nhỏ hơn. Mẫu vật lớn nhất được Maleev xác định là một chi mới hoàn toàn, đặt danh pháp khoa học là Tarbosaurus Ephraimovi. Trong đó tên chi Tarbosaurus có gốc từ Hy Lạp, dịch ra có nghĩa là thần lằn kinh khủng. Còn tên loài Ephraimovi dùng để vinh danh nhà cổ sinh vật học kiêm tác giả truyện khoa học viễn tưởng người Liên Xô Ivan Yefremov. 2 mẫu vật còn lại vốn nhỏ hơn được gắn vào chi Gorgosaurus và đặt danh pháp lần lượt là Gorgosaurus lancinator và Gorgosaurus novogilovi. Tuy nhiên, với những nghi ngờ rằng tất cả những mẫu vật này đều thuộc cùng một loài, chúng trải qua một lịch sử điều chỉnh tên gọi tương đối rối rắm và phức tạp, trong đó sự kết hợp mới Tarbosaurus bata ra đời vào năm 1965 theo đề xuất của nhà cổ sinh vật học Anatoly Konstantinovich Rozdestvensky. Cuối cùng thì cộng đồng cổ sinh vật học chấp nhận giả thuyết một loài duy nhất. Tuy nhiên, trong khi người Mỹ nghiêng về khả năng đây là một loài riêng của chi Tyrannosaurus ở châu Á, thì người Liên Xô và Mông Cổ lại giữ quan điểm đây là một chi hoàn toàn tách biệt, dù có họ hàng rất gần với Tyrannosaurus, đó là Tarbosaurus. Trong số các tên loài chỉ có Bata được giữ lại và do đó tại con danh pháp của loài khủng long này hoặc là Tarbosaurus Bata hoặc là Tyrannosaurus Bata. Nguyên nhân dẫn đến sự khó khăn trong việc định danh Tarbosaurus có thể các bạn cũng đã biết, chính là sự giống nhau đến bất ngờ giữa Tarbosaurus và người họ hàng của nó ở Bắc Mỹ là Tyrannosaurus. Cho đến nay người ta vẫn chưa có kết luận cuối cùng về việc đây là hai loài của cùng một chi hay là những chi khác nhau và có quan hệ họ hàng gần gũi với nhau. Tuy nhiên, tôi sẽ nghiêng về hướng đây là một chi khác hơn và sẽ sử dụng danh pháp Tarbosaurus cho đến hết phần còn lại của video này. Cho đến nay, người ta đã thu thập được nhiều mẫu vật có mức độ bảo quản và độ nguyên vẹn tương đối tốt của Tarbosaurus với số lượng tổng cộng khoảng 30, trong đó có 15 hộp sọ. Điều này giúp cho việc nghiên cứu các đặc điểm giải phẫu học, hành vi và lối sống của Tarbosaurus trở nên khá thuận lợi. Mặt khác thì sự phổ biến của hóa thạch Tarbosaurus cũng là sự ngụ ý rằng giống khủng long này đã từng có những ngày tháng huy hoàng ở trên đỉnh chuỗi thức ăn trong thời đại của nó. Vậy thì xét cho cùng giữa Tarbosaurus và Tyrannosaurus có đặc điểm gì giống và khác để người ta gọi Tarbosaurus là T-Rex phiên bản châu Á? Nếu chỉ là một người bình thường nhìn vào bộ xương của cả hai, có lẽ 99,9% chúng ta sẽ khó mà chỉ ra được điểm khác biệt. Về mặt kích thước thì cá thể Tarbosaurus lớn nhất được tìm thấy cho đến lúc này nhỏ hơn cá thể Tyrannosaurus lớn nhất, chiều dài khoảng 12m so với 14m. Dù vậy sự chênh lệch chưa phải quá nhiều, đồng thời vẫn có khả năng những cá thể lớn nhất của cả hai chi khủng long này chưa được tìm thấy trong dữ liệu hóa thạch. Những điểm phân biệt lớn nhất có lẽ sẽ đến từ hộp sọ. Hộp sọ của Tarbosaurus về cơ bản hẹp hơn hộp sọ của Tyrannosaurus, vì thế phần mắt của chúng cũng nằm lệch về hai bên hơn, trong khi ở Tyrannosaurus, mắt của chúng được đặt ở vị trí giúp chúng có thể nhìn bằng hai mắt cùng lúc. Do đó, các nhà cổ sinh vật học đánh giá rằng, trong khi T-Rex mạnh về thị lực hơn, thì Tarbosaurus phải dựa nhiều vào khả năng đánh hơi của mình để săn mồi. Số lượng răng trên hộp sọ của Tarbosaurus nhiều hơn của Tyrannosaurus, 64 so với khoảng 55. Phần hàm của Tarbosaurus cũng được đánh giá là cứng và kém linh hoạt hơn Tyrannosaurus. Lực cắn và cơ chế phân bổ lực lên các phần khác nhau của hộp sọ cũng có sự khác biệt nhất định. Tarbosaurus được cho là có lực cắn kém hơn Tyrannosaurus, khoảng 8.000 đến 10.000 PSI so với 13.000 PSI. Trong khi với mỗi cú cắn của Tyrannosaurus, áp lực sẽ được truyền từ hàm trên cho đến các xương mũi hợp nhất và mới truyền đến xương tuyến lệ, góp phần giảm áp lực lên mắt thì ở Tarbosaurus, áp lực sẽ truyền từ hàm trên đến xương tuyến lệ theo cách trực tiếp hơn, do đó lực cắn của Tarbosaurus cũng không thể lớn bằng Tyrannosaurus, đó cũng là điều dễ hiểu. Để lý giải cho sự khác biệt này thì các nhà cổ sinh vật học cho rằng nguyên nhân là do hai chi khủng long này phải săn những con mồi khác nhau. Trong khi con mồi của Tyrannosaurus là những con khủng long mặt sừng mực lưỡng, có hộp sọ dày, diêm xương bảo vệ phần cổ và những cái sừng lợi hại để tự vệ như Triceratops hay Torosaurus, thì con mồi của Tarbosaurus thiên về những loài khủng long mỏ vịt như Saurolophus hay khủng long cổ dài như Nemectosaurus. Chính vì thế chúng phát triển những chiến thuật săn mồi khác nhau, dẫn đến những đặc điểm tiến hóa thích nghi khác nhau, đặc biệt là ở hộp sọ.
Nếu xét về sức mạnh đơn thuần thì Tyrannosaurus có phần thua kém so với Tyrannosaurus, ít nhất là với những gì chúng ta biết cho đến lúc này. Nhưng chừng đó cũng là quá đủ để Tyrannosaurus giữ vị trí kẻ săn mồi đầu bảng trong hệ sinh thái của mình. Các nhà cổ sinh vật học đã tìm thấy bằng chứng về dấu răng của Tyrannosaurus trên những con khủng long như Saurolophus hay Deinocheirus. Đồng thời, một nghiên cứu năm 2020 dựa trên đồng vị răng của Tyrannosaurus đã chứng minh rằng con mồi của Tyrannosaurus chủ yếu là những loài khủng long cổ dài thuộc nhóm Titanosauria và khủng long ngọ vi sống cùng khu vực với nó. Mặt khác thì Tyrannosaurus trưởng thành không có địch thủ cạnh tranh có kích cỡ tương đương trong khu vực. Sự cạnh tranh lớn nhất có lẽ chỉ đến khi chúng chưa trưởng thành và những con Tyrannosaurus còn non phải chịu sự cạnh tranh con mồi gay gắt từ những con theropod cỡ nhỏ như Alioramus hay Borogovia Tuchisaurus. Điều này có thể ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng sống sót đến tuổi trưởng thành của chúng. Đến đây thì bạn có thể cho rằng việc giống và được so sánh với khủng long bạo chúa là một điều đáng tự hào với Tyrannosaurus cũng như đất nước nơi tìm thấy nó là Mông Cổ và Trung Quốc. Nhưng không, hóa ra đó chỉ là sự khởi đầu của thảm họa. Chính vì quá giống T-Rex nhưng lại dễ kiếm hơn do khả năng quản lý và bảo vệ chưa tốt của chính phủ các nước này, Tyrannosaurus bỗng trở thành món hàng béo bở cho những tay buôn lậu hóa thạch và món hời yêu thích cho những nhà sưu tầm hóa thạch khủng long. Cần biết rằng ở Mỹ luật pháp về việc khai quật và sở hữu hóa thạch tương đối chặt chẽ, nên để sở hữu một bộ xương của loài khủng long hàng top như T-Rex là rất khó khăn và tốn kém. Chính vì thế, Tyrannosaurus được xem như một sản phẩm thay thế tiềm năng. Chính phủ Mông Cổ và cả Trung Quốc, nơi cũng tìm thấy hóa thạch của Tyrannosaurus, hoàn toàn nghiêm cấm việc buôn bán hóa thạch khủng long và khẳng định mọi mẫu vật được thu thập phải giao cho các viện cổ sinh để nghiên cứu. Tuy nhiên, địa bàn rộng lớn cùng sự thiếu thốn của các lực lượng bảo vệ khiến cho tình trạng buôn lậu hóa thạch khủng long, trong đó có Tyrannosaurus vẫn diễn ra khá rầm rộ. Một trong những mất mát lớn nhất đối với Tyrannosaurus diễn ra vào đầu thập niên 1990 khi một đoàn thám hiểm cổ sinh quốc tế gồm các nhà khoa học Ý, Pháp và Mông Cổ tìm thấy một bộ xương Tyrannosaurus hiếm gặp có cả những mảng da hóa thạch còn sót lại sau hàng chục triệu năm. Vì thiếu tốn phương tiện để khai quật một bộ xương lớn như vậy, đoàn đã đánh dấu vị trí và dự định quay trở lại sau đó vài năm. Nhưng khi trở lại thì họ nhận ra bộ xương đã biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết gì và nhiều khả năng nó đã bị những kẻ săn trộm hóa thạch đào lên mất. Không ngạc nhiên khi đích đến của nhiều mẫu vật Tyrannosaurus chính là Mỹ. Trong một vụ việc nổi tiếng vào năm 2007, hai diễn viên hàng sao tại Hollywood là Nicolas Cage và Leonardo DiCaprio đã đấu giá tranh nhau một chiếc hộp sọ Tyrannosaurus và cuối cùng thì Cage thắng với số tiền bỏ ra là $276,000. Tuy nhiên, nó chắc chắn là một hóa thạch bị buôn lậu. Và đến tháng 7 năm 2014 thì giới chức Mỹ đã liên hệ với diễn viên để thông báo về nguồn gốc của chiếc hộp sọ. Cuối cùng thì Cage đã quyết định hành xử đẹp bằng cách trao trả chiếc hộp sọ cho Mông Cổ vào năm 2015. Nhiều mẫu vật khác cũng được chính phủ Mỹ thu thập và giao lại cho quốc gia châu Á trong một sự kiện mới diễn ra cách đây chưa lâu. Đó có thể là một cái kết đẹp, nhưng không có gì đảm bảo rằng tình trạng buôn lậu sẽ không tiếp diễn trong tương lai. Hy vọng rằng chính phủ Mông Cổ cùng cộng đồng khoa học quốc tế sẽ tìm ra cách để bảo vệ những bảo vật như hóa thạch Tyrannosaurus trước sự tham lam của những kẻ buôn lậu. Trước tiên thì chúng ta hãy thử đi tìm hiểu câu hỏi liệu có phải bộ gen của khủng long đã biến mất mãi mãi hay không. Ngày nay chúng ta đã biết rằng hậu duệ trực tiếp của một nhóm khủng long chính là các loài chim, trong đó các loài gia cầm như gà. Nhưng liệu chim ngày nay giữ được bao nhiêu phần trăm bộ gen của những tổ tiên sống cách chúng hàng chục triệu năm trước? Và làm thế nào các nhà khoa học kiểm chứng được điều đó? Chính vì những câu hỏi này mà một số nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu bộ gen của các loài chim để tìm câu trả lời, và gà là một trong những đối tượng nghiên cứu phổ biến nhất của họ, đơn giản vì gà trên đời có rất nhiều mà lại rẻ nữa. Giả sử nghiên cứu không thành công thì cũng có thể chuyển đổi chức năng làm đồ ăn được. Ấy là tôi đùa thế thôi chứ thực ra thế nào thì tôi cũng không biết đâu nha. Một trong những nhà khoa học nổi bật nhất theo hướng nghiên cứu này là Bart Angen Buller, phó giáo sư ngành khoa học trái đất và hành tinh, kiêm giám tuyển ngành cổ sinh học động vật có xương sống tại Đại học Yale, một trường đại học thuộc hàng top ở Mỹ. Ông có hai nghiên cứu đáng chú ý về chủ đề này. Nghiên cứu thứ nhất là khi ông cùng các cộng sự tạo ra những cái phôi gà có mõm của khủng long vào năm 2015 với mục đích tìm hiểu xem mõm của khủng long đã chuyển thành mỏ của chim như thế nào vào thời điểm 150 triệu năm trước. Về cơ bản thì sự hình thành mỏ của chim là do hai xương mảnh trước hàm, tiếng Anh gọi là premaxilla, thường thấy ở các loài bò sát và khủng long mọc dài ra, hợp lại thành một để tạo thành mỏ. Họ cho rằng mõm của khủng long cũng giống như các loài bò sát khác đã phát triển từ xương mảnh trước hàm theo cách tương tự, nhưng quá trình đó đã bị chỉnh sửa chỉ con đường tiến hóa của các loài chim để mỏ thay thế cho mõm. Nhóm nghiên cứu của Bula đã phát hiện ra có hai protein sắp đặt sự hình thành của khuôn mặt, hoạt động của chúng tạo ra những khuôn mặt khác nhau ở phôi chim và phôi của bò sát. Vì vậy, các nhà khoa học đã tìm cách ức chế hoạt động của hai protein này ở hàng chục cái phôi gà đang phát triển nhưng không gấp nở chúng. Kết quả là một số phôi, hai xương mảnh trước hàm của chúng ngắn hơn và không hợp nhất với nhau, khiến cho khuôn mặt của chúng khá giống với chim sơ khai như Archaeopteryx hay khủng long như Velociraptor.
Vì những quả trứng này không được ấp nở, dù Bula rất tự tin vào khả năng sống sót của chúng, nên chúng ta không biết được những khuôn mặt đó sẽ trông như thế nào trong thực tế. Thế nhưng đây rõ ràng là một kết quả thú vị và mang lại nhiều gợi ý. Đến năm 2022, trong một nghiên cứu khác cũng của Bula, ông đã quan sát quá trình phát triển của phôi ở một số loài chim và nhận thấy dường như chúng đã trải qua một quá trình tiến hóa thu nhỏ thể hiện qua các đặc điểm của hông. Ban đầu thì hông của phôi chim chẳng giống của khủng long và cũng chẳng giống của chim, chúng giống như hông của những loài bò sát nguyên thủy. Tiếp theo, chúng bắt đầu trở nên giống với hông của khủng long, đầu tiên là của những loài bạo long như T-Rex, sau đó là hông của một con Velociraptor. Tất cả diễn ra chỉ trong vòng có vài ngày và sau đó, nó mới bắt đầu biến thành hông của chim, như Bula nói. Mỗi một con chim, trong giai đoạn đầu đời của mình đều có hình thái của khủng long. Sau đó, đến phút cuối, cứ như thể nó nhớ ra mình là chim và cần có xương chậu của chim vậy. Nghiên cứu này gợi ý rằng dù các nhà khoa học từng nghĩ các đặc điểm xương của khủng long đã biến mất hoàn toàn trên các sinh vật sống, nhưng thật ra bên trong quả trứng, những hình thái tưởng chừng như biến mất từ lâu vẫn âm thầm hiện diện. Như vậy, cả hai nghiên cứu của Bart và Jean Buller đã cho thấy rằng rất có thể những mã gen của khủng long vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Vậy liệu chúng ta có thể kích hoạt lại chúng để đưa khủng long trở lại hay không? Đó chính là mệnh đề mà Jack Horner, một nhà cổ sinh vật học người Mỹ kỳ cựu đã đặt ra. Sinh ngày 15 tháng 6 năm 1946, Jack được mọi người biết đến nhờ vào việc mô tả và đặt tên cho một loài khủng long mới, đó là Maiasaura piposaurum vào giữa thập niên 1970. Đây là loài khủng long đầu tiên được phát hiện với những bằng chứng về việc chăm sóc con non của khủng long bố mẹ mà Mê Khủng Long TV cũng đã từng đề cập. Ông còn đặt tên cho một số loài khủng long khác và cũng có những loài khủng long được đặt theo tên ông để vinh danh như Achilosaurus horneri, Anastasisaurus horneri và Dasplitosaurus horneri. Horner còn nổi tiếng với các nghiên cứu về sự sinh trưởng của khủng long, đồng thời chính ông là một phần cảm hứng để tạo nên nhân vật tiến sĩ Alan Grant của Jurassic Park. Bản thân ông cũng là một cố vấn rất được đề cao của đạo diễn Steven Spielberg trong suốt quá trình làm phim. Với hơn 100 nghiên cứu đã được xuất bản cùng 8 cuốn sách về khủng long, rõ ràng Jack Horner là một chuyên gia hàng đầu thế giới về khủng long và những gì ông nói về khủng long chắc chắn có trọng lượng nhất định. Như đã đề cập thì vào năm 2009, Jack Horner chính là tác giả của cuốn sách Làm thế nào để tạo ra một con khủng long, sự tuyệt chủng không nhất thiết là mãi mãi. Trong cuốn sách này thì ông đã mô tả cách tạo ra một con khủng long thông qua tác động lên bộ gen của gà. Lúc này đây mới chỉ là ý tưởng về mặt lý thuyết. Nhưng đến năm 2011 thì Horner đã bắt đầu nghiêm túc hơn với nó khi chính thức theo đuổi dự án tạo ra một sinh vật như vậy và ông gọi nó là Chickenosaurus, ghép giữa chicken nghĩa là gà và saurus. Theo Horner, để tạo ra một con khủng long từ gà thì cần có 4 sự chỉnh sửa lớn. Thứ nhất là biến mỏ gà thành miệng và răng. Thứ hai là làm cho cái đuôi dài ra giống như đuôi của khủng long. Thứ ba và thứ tư là đảo ngược để biến đôi cánh của gà thành chi trước đầy đủ với cánh tay và bàn tay. Nghe thì có vẻ đơn giản đấy, nhưng thực tế thì lại cực kỳ phức tạp. Thậm chí là Horner còn so sánh tầm mức của dự án này với dự án đưa người lên mặt trăng của Mỹ, dù ông tin việc này hoàn toàn có thể thực hiện được. Như đã đề cập thì ngoài hoạt động của nhóm Jack Horner thì có những nghiên cứu độc lập của Bart và Jean Buller tạo ra phôi gà có móng của khủng long hay các nhà di truyền ở Đại học Chile đã tạo ra phôi gà có chân giống khủng long. Điều này đã củng cố thêm niềm tin cho Jack Horner. Theo cập nhật gần nhất thì Jack Horner và nhóm của ông đang tìm cách tạo ra đuôi khủng long từ đuôi gà. Trong đó ông và các cộng sự sàng lọc các gen ngăn chặn sự phát triển của đuôi trong giai đoạn phôi. Nếu tìm đúng các gen này thì họ có thể tìm ra cách để kích hoạt lại sự hình thành đuôi khủng long trong phôi gà. Đương nhiên là một dự án như vậy cần chi phí rất lớn, nhưng Horner đã nhận được sự ủng hộ của một số mạnh thường quân máu mặt như George Lucas, nhà làm phim lừng danh đã tạo nên chiến tranh giữa các vì sao hay là Indiana Jones. Horner dự kiến là trong vòng 10 năm ông có thể đạt được mục đích của mình, tức là vào năm 2024, nghĩa là chỉ còn một năm nữa thôi các bạn ạ. Dự án của Horner sẽ thành công hay thất bại? Đó là điều mà chúng ta chưa thể chắc chắn 100% vào lúc này, nhưng đi cùng với nó là những hy vọng vượt ra ngoài ước mơ hồi sinh khủng long và cả những e ngại về mặt đạo đức sinh học. Theo một bài báo trên Washington Times vào năm 2015, nghiên cứu của Jack Horner có thể dẫn đến nhiều ứng dụng quan trọng trong y học. Chẳng hạn như nghiên cứu về đuôi có thể mở ra những cách trị liệu các rối loạn cuộc sống ở người. Trong khi đó, nghiên cứu về mô mesenchyme trong phôi gà có vai trò quan trọng trong sự phát triển của răng, có thể giúp con người tìm ra phương pháp điều trị các bệnh ung thư mô liên kết, gọi là sarcoma. Ngược lại, những người nghi ngại hệ quả của Chickenosaurus đặt ra câu hỏi rằng chúng ta sẽ làm gì với những con khủng long gà này, hay chính chúng sẽ làm gì với bản thân? Bart và Jean Buller, người đã tạo ra những cái phôi gà có mõm của khủng long nhưng quyết định không ấp nổi chúng, từng nói: "Việc bạn thay đổi được một bộ phận của cơ thể không có nghĩa là con vật sẽ sử dụng được bộ phận đó hay sử dụng đúng cách.
Bạn có thể cho con gà những cái ngón tay, nhưng nếu những cái ngón tay này không có đúng loại cơ cần thiết, hoặc hệ thần kinh và não bộ không được lập trình thích hợp để điều khiển một bàn tay có những ngón tay đặc biệt, bạn sẽ phải chỉnh sửa thêm rất nhiều thứ nữa. Để đáp lại thì Horner cho rằng, việc tạo ra khủng long từ gà cũng không khác gì cách con người lai tạo những giống vật nuôi khác nhau để phục vụ cho mục đích của mình, chỉ đơn giản là quy mô về mặt thời gian lớn hơn nhiều. Trong một phát biểu có phần hơi điên rồ, Jack Horner đã nói, chúng ta có thể tạo ra một con khủng long gà, chúng ta cũng có thể tạo ra một con kỳ lân phát sáng. Về cơ bản, chúng ta có thể tạo ra mọi thứ một khi đã hiểu về gen. Còn bạn, bạn nghĩ sao về dự án này và khả năng thành công của nó trong vòng 1 năm nữa? Hãy để lại bình luận bên dưới nha! Vừa rồi là toàn bộ nội dung của ngày hôm nay. Mẹ Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi để cập nhật video mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mẹ Khủng Long TV.